Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 29. Nghĩ sâu xa hơn, so với những món vật chất ngoài tiền, họ càng xem trọng mối quan hệ này hơn, có quan hệ với vũ trụ quan huyên, sau này họ có thể phát triển nhanh chóng, và lại cũng không có ai bắt nạt nữa. Chỗ chống lưng vũ trụ quan huyên này còn mạnh hơn gọi tổ tông nhiều đấy. Quan trọng nhất là mấy hậu bối này của mình và Diệp Quân là huynh đệ của nhau. Huynh đệ. Hơn nữa còn là huynh đệ sinh tử, không phải huynh đệ ngoài mặt. Lợi ích là vô kể. Lúc này Nạp Lan Ca nhìn mấy người hám tông, các vị, địa điểm tu luyện của vũ trụ quan huyên đều có thể mở cho mọi người bất cứ lúc nào. Các vị có thể đến vũ trụ quan huyên tu luyện, toàn bộ phí tu luyện đều sẽ do vũ trụ quan huyên chịu trách nhiệm. Không chỉ thế, người trong tộc của mọi người cũng có thể đến đây tu luyện. Nghe thế, vẻ mặt mọi người đều thay đổi. Ngay cả người trong tộc cũng có thể đến vũ trụ quan huyên tu luyện thăng cấp, hơn nữa phí tu luyện còn do vũ trụ quan huyên chi trả, tức là vũ trụ quan huyên sẽ đào tạo thiên tài yêu nghiệt cho họ. Đương nhiên nếu vũ trụ quan huyên gặp khó khăn, họ chắc chắn sẽ không mặc kệ. Dù sao bây giờ mọi người cũng đều ở trên một con thuyền. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Hám tông vội chắp tay lại, cảm ơn chị dâu. Những người khác cũng đồng loạt nói cảm ơn. Nạp Lan Ca mỉm cười không nói gì thêm nữa. Lúc này Tư Thông Thiên bỗng nói, chị dâu, bây giờ đại ca đang ở đâu thế? Nạp Lan Ca cười nói, bây giờ huynh ấy đang ở bên ngoài, không lâu nữa sẽ về, mọi người đợi huynh ấy ở đây hay là? Tư Thông Thiên nhìn cha mình Tư Liêm trầm giọng nói, Nạp Lan các chủ, bọn ta ra ngoài đã lâu, trong tộc còn có rất nhiều việc chưa xử lý xong nên bọn ta muốn về gia tộc một chuyến, nếu chân vũ trụ lại gây chuyện. Nhà họ Tư ta sẽ đến giúp. Nạp Lan Ca khẽ gật đầu, được. Tư Liêm chắp tay lại, cáo từ. Nói rồi ông ấy dẫn Tư Thông Thiên và người trong tộc đi khỏi đây. Mấy người hám tông cũng đứng lên chào tạm biệt. Ra ngoài quá lâu rồi, bây giờ quả thật phải về xử lý chuyện trong gia tộc mình rồi. Tiễn hết mấy người hám tông đi, Nạp Lan Ca bỗng nói, Tần quản sự. Vừa dứt lời, Tần Phong xuất hiện trong điện, Tần Phong hơi cúi người xuống, các chủ. Nạp Lan Ca nhìn Tần Phong, từ giờ trở đi, Tiên Bảo Các và tộc Bác Thiên là kẻ thù, Tiên Bảo Các trong Bác Thiên giới lập tức rút đi, đồng thời ban bố lệnh thưởng, ai giết được một người của tộc Bác Thiên sẽ được thưởng 30 vạn linh nguyên, không có giới hạn tối đa, cảnh giới càng cao, tiền thưởng sẽ càng nhiều. Tần Phong gật đầu, rõ. Nói rồi y lui ra ngoài. Nạp Lan Ca bỗng nói, Tông Lão. Cô vừa dứt lời. Một ông lão tay cầm lưỡi dao xuất hiện phía sau Nạp Lan Ca. Nạp Lan Ca trầm giọng nói, các ông đến tộc Bác Thiên, cho dù thế nào cũng phải bảo vệ huynh ấy an toàn. Tông lão khẽ gật đầu, sau đó lặng lẽ biến mất. Sau khi tông lão đi, Nạp Lan Ca cũng ra khỏi đại điện, một lúc lâu sau cô đến trong một vùng hư không. Có một người phụ nữ đứng ở cách đó không xa, chính là An Nam Tịnh. Nạp Lan Ca bước đến trước mặt An Nam Tịnh. Hơi cúi người xuống, sau đó nói, tiền bối, vừa nhận được tin, tiểu quân và nhị nha cô nương đã đến tộc Bác Thiên rồi. An Nam Tịnh khẽ cau mày. Trước đó bà ấy không đi là vì sợ chân vũ trụ đột nhiên quay trở lại nên bà ấy canh giữ ở đây, sau đó phái nhị nha đi, lúc nhị nha đi, bà ấy cũng đã dặn dò dẫn Diệp Quân về là được, đừng đi gây chuyện. Vẫn là đi gây chuyện rồi. Hơn nữa còn gây ra chuyện rất lớn đấy. Ba đứa này cứ thế đến thẳng tộc Bác Thiên đối đầu trực diện với chúng. An Nam Tịnh lặng thinh hồi lâu rồi nói, để chúng chịu khổ một chút đi. Nạp Lan Ca sửng sốt. An Nam Tịnh nhìn Nạp Lan Ca, quản lý thư viện cho tốt, bồi dưỡng cường giả, đừng lo lắng chuyện của cậu ấy, bọn ta sẽ âm thầm bảo vệ cậu ấy. Nạp Lan Ca cúi người xuống, đang định nói gì đó thì An Nam Tịnh lại nói, người của mình, đừng có hở tí lại hành lễ, xa lạ quá. Nghe thế, khuôn mặt xinh đẹp của Nạp Lan Ca xuất hiện nụ cười khẽ vâng. Trong một đường hầm thời không, đám người đang đi xuyên qua thời không, chính là các cường giả nhà họ Tư. Mọi người ai nấy cũng cười thật tươi, lần này đúng là mang chiến thắng về. Đáng giá! Tư Thông Thiên bỗng nhìn mọi người, sau đó nhìn Tư Liêm cười nói, cha ơi, vị trí thế tử. Nghe Tư Thông Thiên nói thế, các trưởng lão nhìn Tư Liêm. Nếu là trước đây, dĩ nhiên họ đều phản đối nhưng bây giờ họ không dám phản đối nữa.
Quan hệ Tư Thông Thiên và Diệp Quân không bình thường, nếu nhà họ Tư không phải do Tư Thông Thiên làm thế tử thì quan hệ của nhà họ Tư và Vũ Trụ Quan Huyên có thể sẽ thay đổi. Tư Liêm bình tĩnh nói, trước kia các trưởng lão đã bàn bạc với nhau con không hợp làm thế tử của nhà họ Tư, thế nên. Lúc này, đại trưởng lão vội đứng ra, tộc trưởng, mỗi lúc một khác, lần này nhà họ Tư chúng ta có thể đạt được thu hoạch lớn như vậy đều là nhờ có Thông Thiên, không có nó, nhà họ Tư chắc chắn sẽ không có cơ hội này nên ta đề nghị Thông Thiên tiếp tục làm thế tử của nhà họ Tư. Nếu ai phản đối, ta sẽ là người đầu tiên không phục. Các trưởng lão khác cũng vội hùa theo. Tư Liêm nhìn đại trưởng lão cười nói, nó vừa dốt vừa kém tài, quả thật không hợp làm thế tử của nhà họ Tư nên chúng ta hãy chọn người khác đi. Đại trưởng lão, cháu trai của đại trưởng lão cũng khá ổn đấy, chọn cháu trai của ông thấy thế nào? Đại trưởng lão nhất thời do dự, cũng không phải không được. Tư Thông Thiên ở một bên vội nói, vậy chọn cháu trai của đại trưởng lão đi. Đại trưởng lão nhìn Tư Thông Thiên, thế ngươi làm gì? Tư Thông Thiên bật cười, ta muốn tự lập gia tộc của mình, mở ra một trang tộc phả mới, kể từ hôm nay, ta là lão tổ nhà họ Tư, lão tổ Thông Thiên. Nói rồi y nhìn Tư Liêm, cha đến làm thuộc hạ cho con đi. Tư Liêm nhìn Tư Thông Thiên, ta nên gọi con là gì? Tư Thông Thiên cũng không thèm suy nghĩ, tất nhiên là gọi lão tổ. Nói đến đây, y cảm thấy không đúng vội sửa lời, tất nhiên cha nên gọi con là cha, chúng ta gọi lẫn nhau, không mâu thuẫn. Mọi người, nghe Tư Thông Thiên nói vậy, sắc mặt Tư Liêm tối sầm lại. Ngay sau đó, một tiếng la hét thảm thiết vang lên. Đại trưởng lão quay đầu đi như không nhìn thấy gì. Phải chị, Tư Thông Thiên này có tinh thần phản nghịch. Muốn mở trang mới cho tộc phổ, suy nghĩ này thật nguy hiểm. Lúc này, nhị trưởng lão bước tới bên cạnh đại trưởng lão, ông ta nhìn đại trưởng lão, lắc đầu. Đại trưởng lão trầm mặc. Ông ta đương nhiên hiểu ý của nhị trưởng lão, xét về tư chất và tiềm lực, cháu trai của ông ta hơn hẳn Tư Thông Thiên, cũng là ứng cử viên sáng giá nhất bây giờ. Nhưng nếu Tư Thông Thiên không phải gia chủ, vậy thì sợi dây liên kết giữa nhà họ Tư và Vũ Trụ Quan Huyên sẽ bị cắt đứt. Điều này sẽ ảnh hưởng đến sự sống còn của nhà họ Tư. Hơn nữa nhà họ Tư nhất định phải phân chia, bởi vì có thể sẽ mở ra một trang tộc phổ mới. Nếu thật sự đến thời điểm đó thì nhà họ Tư sẽ bị hủy hoại. Bởi vì bọn họ nhìn ra mặc dù Vũ Trụ Quan Huyên là đồng minh của nhà họ Tư, nhưng thật ra là nể tình Tư Thông Thiên. Nghĩ vậy, đại trưởng lão khẽ thở dài. Phải thừa nhận rằng giao tiếp xã hội cũng là một loại sức mạnh. Mặc dù không cam lòng, nhưng vì lợi ích gia tộc, ông ta chỉ có thể nhượng bộ. Tư Thông Thiên làm thế tử sẽ càng có lợi cho sự phát triển của nhà họ Tư. Bác Thiên Giới. Khi Diệp Quân, Nhị Nha và Tiểu Bạch đến cổng Bác Thiên Giới, một đạo kết giới chặn ba người họ lại. Diệp Quân đang định rút kiếm ra thì Nhị Nha đã tung một quyền. Bùm! Kết giới kia vỡ vụn. Diệp Quân lắc đầu cười, Nhị Nha cô nương này thật bạo lực. Nhị Nha nói, ta đánh lớn, người đánh nhỏ. Diệp Quân vội vàng gật đầu, được. Tiểu Bạch vẫy tay, sau đó chỉ vào mình. Nhị Nha nghĩ rồi nói, người đừng gây rắc rối là được. Tiểu Bạch. Nhị Nha dẫn Diệp Quân và Tiểu Bạch tiến thẳng vào Bác Thiên Giới, vừa tiến vào, một đạo khí tức mạnh mẽ quét về phía bọn họ, đồng thời, từ xa vang lên một tiếng quát giận dữ, hỗn láo, dám xâm phạm Bác Thiên Giới, không muốn. Lúc này, Nhị Nha lao ra, tung một cú đấm. Bùm! Thời không phía xa nổ tung, một đống máu thịt bắn tung tóe. Xiết ngay lập tức. Lại một tiếng quát giận dữ nữa vang lên từ phía xa, hỗn láo, hỗn láo. Nhị Nha không nhiều lời, chỉ tung cú đấm. Cách đó vạn trượng, bùm. Thời không cách đó vạn trượng nổ tung, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu thịt tung tóe. Lại giết tiếp. Mí mắt Diệp Quân khẽ giật, Nhị Nha cô nương này đúng là quá tàn bạo. Nhị Nha nói, Tiểu Bạch, lên đi. Tiểu Bạch lên. Diệp Quân sững sờ. Đang đánh tốt, sao lại bảo Tiểu Bạch lên? Nghe Nhị Nha nói vậy, Tiểu Bạch lập tức xoay người tại chỗ, vỗ tay, vô cùng phấn khích, móng vuốt nó vung vẩy một cái, hàng chục quả bom màu đen lớn bay ra. Thấy vậy, da đầu Diệp Quân tê dại, sao cứ nó thích chơi kiểu chết chung như vậy chứ?
Sắc mặt Nhị Nha tối sầm lại, cô bé bắt lấy móng vuốt của Tiểu Bạch, nói Tiểu Quân quá yếu, không chịu nổi thứ này, hiểu không? Tiểu Bạch nhìn Diệp Quân trầm mặc, không thể phản bác. Hắn thật sự không chịu nổi. Nhị Nha nói, hút linh khí. Nghe vậy, Diệp Quân nhíu mày, hút linh khí. Tiểu Bạch gật đầu, nó thu những quả bom kia lại, sau đó nhìn về phía xa, khẽ mở miệng, hút nhẹ. Bỗng nhiên, cả bát thiên giới chấn động kịch liệt, sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của Diệp Quân, vô số linh khí dâng trào như thủy triều, rồi hội tụ vào trong cơ thể Tiểu Bạch. Linh khí của bát thiên giới đang dần biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thấy vậy, vẻ mặt của Diệp Quân trở nên nghiêm trọng, trong lòng chấn động. Thật đáng sợ. Nếu không có người ngăn cản, Tiểu Bạch này có thể tự mình hủy diệt cả một vũ trụ. Lúc này, vô số khí tức mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống. Diệp Quân hơi híp mắt, trong đó có ít nhất 10 vị đại đế. 10 vị đại đế. Thực lực của bát thiên giới quả nhiên không thể coi thường. Xẹt. Đột nhiên, cách Diệp Quân và Nhị Nha ngàn trượng, thời không mở ra, sau đó, một đạo quyền ấn phóng tới. Nhị Nha tiến lên một bước, tung một cú đấm. Bùm. Đạo quyền ấn kia bị phá vỡ, Nhị Nha lùi về phía sau gần ngàn trượng. Lúc này, Bác Thiên Đạo dẫn theo đám cường giả của tộc Bác Thiên xuất hiện trước mặt Diệp Quân và Nhị Nha. Bác Thiên Đạo nhìn Tiểu Bạch vẫn đang hút linh khí, cau mày thật chặt. Sắc mặt của đám cường giả tộc Bác Thiên vô cùng khó coi, nếu tiếp tục để Tiểu Bạch hút linh khí thì Bác Thiên giới sẽ bị quét sạch. Bác Thiên Đạo nhìn Nhị Nha, cười nói, các ngươi thật to gan, dám xông vào Bác Thiên giới, đã vậy thì ở lại đây đi. Vừa dứt lời, ông ta đã lao về phía Nhị Nha. Nhị Nha ném cây kẹo hồ lô trong tay sang một bên, cô bé lao về phía trước, tung cú đấm vào Bác Thiên Đạo, quyền quang đáng sợ bung ra khỏi tay cô bé, trời đất nổ tung. Bác Thiên Đạo không lùi mà tiến, đồng thời tung cú đấm về phía Nhị Nha. Ầm ầm. Nắm đấm của hai người vừa tiếp xúc, một đạo quyền quang đáng sợ tỏa ra, trong nháy mắt, thời không xung quanh trở nên yên lặng, sức mạnh mạnh mẽ còn sót lại đẩy lùi đám cường giả bên cạnh. Diệp Quân đi theo Tiểu Bạch, hắn phát hiện, trên người Tiểu Bạch tỏa ra linh khí mạnh mẽ, có thể chống lại những quyền quang kia. Phía xa, sau khi dừng lại, Bác Thiên Đạo đang định ra tay lần nữa thì ông ta dường như cảm nhận được điều gì đó, ông ta nhìn về phía Tiểu Bạch, thấy nó vẫn đang tiếp tục hút. Ông ta nhíu mày, có thể hút nhiều vậy sao? Nếu cứ hút như vậy, nhiều nhất trong vòng nửa giờ, linh khí của Bác Thiên giới sẽ hoàn toàn cạn kiệt. Nghĩ vậy, Bác Thiên Đạo trầm giọng nói, giết nó đi. Vừa dứt lời, 10 vị đại đế lao thẳng về phía Tiểu Bạch. Nhị Nha khẽ cau mày, định lùi lại, nhưng đúng lúc này, một luồng khí tức mạnh mẽ khóa chặt cô bé, Nhị Nha không nhiều lời, lao thẳng lên, đấm về phía Bác Thiên Đạo. Bác Thiên Đạo cười nhạo, cũng không nhiều lời mà lao thẳng về phía Nhị Nha. Cách đó không xa, nhìn thấy 10 vị đại đế lao tới, Tiểu Bạch chớp mắt, sau đó siết chặt móng vuốt, rồi tung một quyền. Một đạo quyền ấn linh khí từ trong móng vuốt nhỏ bé của nó phóng ra. Bùm! Quyền ấn linh khí vỡ vụn trong nháy mắt, nhìn thấy cảnh này, Tiểu Bạch hơi bất ngờ, sau đó nó trốn sau lưng Diệp Quân. Diệp Quân sững sờ. Có thể nhìn ra Tiểu Bạch đánh nhau không giỏi lắm. Lúc này, một tia sáng từ trong người Diệp Quân bay ra. Chính là người phụ nữ bí ẩn. Người phụ nữ bí ẩn nhìn 10 vị đại đế với vẻ mặt bình tĩnh, bà ấy xòe bàn tay ra, trong nháy mắt, vạn tia sáng bộc phát ra từ trong lòng bàn tay bà ấy. Rầm. Cả bát thiên giới bắt đầu nát vụn, sức mạnh của vạn tia sáng trong nháy mắt đã đánh bật 10 vị đại đế. Diệp Quân nói với Tiểu Bạch, tiếp tục hút. Nói xong, hắn hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ở phía dưới. Tiểu Bạch đứng yên tại chỗ chớp mắt, sau đó tiếp tục hút, linh khí xung quanh nhanh chóng cạn kiệt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Quân đánh vào trong tộc Bác Thiên, lúc này, một thanh niên đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Quân, phía sau người thanh niên này còn có một vị cường giả đại đế và mấy chục vạn cường giả cảnh giới thần đế đỉnh cao. Ngoài ra, trong bóng tối còn có rất nhiều khí tức ẩn giấu. Người thanh niên nhìn Diệp Quân, người chính là Diệp Quân, người đã đánh vào chân vũ trụ phải không? Một chọi một đi. Diệp Quân cười nói, được.
Người thanh niên đang định ra tay thì vị cường giả đại đế bên cạnh gã đã trầm giọng nói, thế tử, người này có một thanh kiếm thần, cho dù là yêu nghiệt siêu cấp của chân vũ trụ là Nam Nghịch Thủy cũng không dám chống lại. Hiển nhiên, tộc Bác Thiên cũng đã điều tra về Diệp Quân. Nghe vậy, người thanh niên nhíu mày, gã nhìn Diệp Quân, không dùng thanh kiếm đó, được không? Diệp Quân cười nói, được. Người thanh niên khẽ gật đầu, gã không nhiều lời nữa, thấp thoáng đã biến mất tại chỗ. Cảnh giới thần đế. Diệp Quân hơi nheo mắt, không thể khinh thường, người thanh niên trước mặt chưa đến 18 đã đạt tới cảnh giới thần đế, thực lực không thể xem nhẹ. Diệp Quân tiến lên một bước, rút kiếm chém tới. Thuật Trảm Thiên Bạt Kiếm. Hơn nữa một lần còn trùng lập 30 năm đạo. Chỉ một nhát kiếm. Bùm. Trong mắt mọi người, một đạo kiếm quang tỏa ra, người thanh niên lùi về phía sau vạn trượng, thời không vạn trượng trước mặt gã và Diệp Quân vỡ vụn trong nháy mắt, hóa thành một mảnh đen kịt. Người thanh niên vừa dừng lại, Diệp Quân đã lao tới trước mặt gã, lại chém xuống. Đồng tử của người thanh niên co rút lại, gã nắm chặt tay, một đạo kim quang từ trong cơ thể gã phóng ra, nhưng đạo kim quang này vừa chạm vào kiếm của Diệp Quân, nó lập tức vỡ tan. Sức mạnh đáng sợ lại đánh bay người thanh niên, vào khoảnh khắc gã bay ra, lại một nhát kiếm nữa chém tới. Áp chế sức mạnh tuyệt đối. Nhìn thấy cảnh này, người thanh niên vô cùng kinh ngạc, gã không ngờ kiếm của Diệp Quân lại lợi hại như vậy. Nhưng vào lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt người thanh niên, phất tay áo một cái. Bùm! Kiếm của Diệp Quân bị chặn lại. Nhìn ông lão đại đế trước mặt, Diệp Quân cười, đây là một chọi một sao. Ông lão đại đế nhìn Diệp Quân, không nói gì, lúc này nói chuyện chỉ tự rước nhục mà thôi. Đến lúc này thì không cần mặt mũi gì nữa, ông ta nắm chặt tay phải, một luồng khí thế mạnh mẽ bao phủ lấy Diệp Quân. Lúc ông ta định ra tay, Diệp Quân đột nhiên biến mất tại chỗ, chém một nhát kiếm về phía ông ta. Mắt ông lão đại đế trở nên lạnh lùng, ông ta không lùi mà tiến lên, đấm về phía Diệp Quân. Khi nắm đấm và kiếm sắp chạm vào nhau, kiếm ý trong tay Diệp Quân đột nhiên đổi thành kiếm hành đạo. Thấy vậy, sắc mặt ông lão đại đế lập tức thay đổi, định thu tay lại nhưng đã quá muộn. Xẹt! Bùm! Dưới ánh mắt của mọi người, Diệp Quân bị quyền này đánh bay ra ngàn trượng, nhưng cánh tay phải của ông lão đại đế kia đã bị chém thành hai mảnh, máu tươi bắn tung tóe. Sau khi dừng lại, ông lão đại đế nhìn cánh tay phải của mình, nhíu mặt lông mày, trong mắt lộ vẻ kinh hãi. Không ngờ kiếm tu trẻ tuổi này lại có thể đả thương ông ta. Ông lão đại đế nhìn thanh kiếm trong tay Diệp Quân, thấy kiếm hành đạo, sắc mặt ông ta trở nên nghiêm trọng. Ông ta nhìn Diệp Quân, sau đó tiến lên một bước, trong nháy mắt, một tia sáng màu đỏ từ trong cơ thể ông ta tỏa ra, một đạo huyết mạch trấn áp đáng sợ đánh về phía Diệp Quân. Huyết mạch trấn áp. Sức mạnh huyết mạch của tộc Bác Thiên là bất khả chiến bại, đừng nói ở chư thiên vạn giới. Mà ngay cả trong chân vũ trụ cũng không có đối thủ. Mà đây cũng là một trong những con át chủ bài mạnh nhất của tộc Bác Thiên. Huyết mạch Bác Thiên. Ngay khi sức mạnh huyết mạch này xuất hiện, các cường giả tộc Bác Thiên đó đều biến sắc, đồng loạt lùi về sau, cách xa khu vực thời không của ông lão đại đế, ánh mắt đầy vẻ kinh sợ. Mặc dù họ cũng có huyết mạch Bác Thiên nhưng huyết mạch Bác Thiên này cũng chia ra mạnh và yếu. Hơn nữa, lực áp chế huyết mạch cùng loại lại càng mạnh hơn. Huyết mạch Bác Thiên vô cùng mạnh, vừa xuất hiện đã lao thẳng đến chỗ Diệp Quân. Hiển nhiên là cảm nhận được huyết mạch phong ma trong người Diệp Quân. Cảm nhận được huyết mạch Bác Thiên vô cùng mạnh đó, Diệp Quân hơi híp mắt, hắn cũng không xem thường huyết mạch Bác Thiên vô cùng mạnh này, dù sao tộc Bác Thiên cũng từng là sự tồn tại có thể đối đầu với chân vũ trụ. Ngay lúc này huyết dịch trong người Diệp Quân bỗng sôi trào. Diệp Quân còn chưa kịp phản ứng, sức mạnh huyết mạch phong ma đã lao ra khỏi cơ thể hắn, thời không nơi Diệp Quân đứng thoáng biến thành biển máu, tà khí và sát khí vô tận tràn ngập khắp không gian. Lúc này sức mạnh huyết mạch Bác Thiên của ông lão đại đế lại bị sức mạnh huyết mạch của Diệp Quân đè ép. Huyết mạch phong ma. Các cường giả tộc Bác Thiên đều tỏ ra sợ hãi, họ nhìn chằm chằm Diệp Quân cả người be bét máu ở cách đó không xa, cảm thấy kinh sợ. Tất nhiên họ từng nghe nói đến huyết mạch phong ma của vũ trụ Quan Huyên, dù sao năm đó kiếm chủ nhân gian cũng có tiếng làm chấn động chư thiên vạn giới. Nhưng họ không biết rốt cuộc huyết mạch phong ma này mạnh thế nào,
vì họ từng nghe nhưng chưa từng nhìn thấy. Cũng chính vì thế mà trước giờ họ cứ nghĩ huyết mạch phong ma chẳng là gì cả. Lúc này khi nhìn thấy huyết mạch phong ma của Diệp Quân, họ mới nhận ra mình đã đánh giá thấp huyết mạch phong ma này thế nào. Lúc này ông lão đại đế ở phía đối diện Diệp Quân cũng đầy vẻ hoảng sợ, vì ông ta cũng không ngờ huyết mạch phong ma của Diệp Quân trước mặt lại có thể đối kháng với huyết mạch Bác Thiên. Ông lão đại đế kinh ngạc một chốc rồi lại cảm thấy phấn khích, thế mà lại có thể đối kháng lại với huyết mạch Bách Thiên, nếu mình có thể thâu tóm được huyết mạch Nghịch Thiên như vậy thì huyết mạch của mình chắc chắn có thể tăng lên một tầng cao hơn. Nghĩ đến đây, ánh mắt ông lão đại đế lập tức trở nên nóng rực, không hề che giấu sự tham lam trong đáy mắt. Nhưng ngay lúc này, huyết mạch phong ma của Diệp Quân bỗng bộc phát ra sức mạnh huyết mạch cực kỳ đáng sợ, sức mạnh huyết mạch lớn mạnh đó áp chế sức mạnh huyết mạch Bác Thiên. Thấy thế các cường giả tộc Bác Thiên đều sửng sốt, khó mà tin được. Chấn áp ngược lại huyết mạch Bác Thiên. Vẻ mặt các cường giả tộc Bác Thiên vô cùng nghiêm trọng, trước đây chưa từng xảy ra chuyện này. Nhưng ông lão dẫn đầu lại càng phấn khích. Sức mạnh huyết mạch phong ma của Diệp Quân vượt xa dự đoán của ông ta. Quả thật là cực phẩm. Cũng không biết dân số dương tộc ở vũ trụ Quan Huyên có đông không, nếu đông thì tốt quá rồi. Thử nghĩ mà xem. Nếu vũ trụ Bác Thiên có thể thâu tóm huyết mạch phong ma của tất cả người dương tộc thì thực lực tổng thể của tộc Bác Thiên cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Ngay lúc này có cường giả tộc Bác Thiên ngạc nhiên thốt lên, không ổn, huyết mạch phong ma đó đang nuốt lấy huyết mạch Bác Thiên. Nghe thế, ông lão đại đế vội nhìn sang, lúc này huyết mạch Bác Thiên không chỉ bị huyết mạch phong ma áp chế mà còn đang bị nuốt chửng từng chút một. Ông lão đại đế nheo mắt. Ông ta bỗng lao đến trước đấm một cú vào Diệp Quân đang ở đầu huyết mạch. Uy lực một quyền của đại đế đáng sợ như thế nào? Một quyền cực mạnh làm cho thời không trong phạm vi cả vạn trượng chấn động. Đòn tấn công chưa đến mà thế đã đến. Lúc này Diệp Quân vẫn còn tỉnh táo, vì hắn chưa bị kích thích gì nên dù huyết mạch phong ma thức tỉnh hình như cũng chẳng có liên quan nhiều đến hắn. Ngươi đánh của ngươi, ta đánh của ta. Dù sao bây giờ huyết mạch phong ma vẫn khá kiêng dè kiếm hành đạo, lúc đầu nó và một loại huyết mạch khác suýt nữa đã bị kiếm hành đạo tiêu diệt. Nhìn quyền thế ập đến như rời núi lấp biển, Diệp Quân bỗng bước đến trước, đâm một nhát kiếm đến. Đối đầu trực diện với đại đế. Đạo kiếm. Dĩ nhiên một nhát kiếm này là kiếm hành đạo. Kiếm của Diệp Quân vừa xuất chiêu. Cả người đã văng thẳng ra xa cả mấy ngàn trượng nhưng ông lão đại đế đó cũng lập tức lùi về lại chỗ lúc nãy như chạm phải điện. Sau khi dừng lại, ông lão đại đế nhìn tay trái của mình, lúc này cả cánh tay trái của ông ta đã hoàn toàn bị nổ tung, không thể cử động được. Hai nhát kiếm chém vào hai cánh tay. Ánh mắt ông lão đại đế đầy vẻ kinh hãi, cảnh giới của Diệp Quân này thấp hơn ông ta mấy cảnh giới, hơn nữa ông ta là đại đế, là sự tồn tại ở đỉnh kim tự tháp của thế giới. Mà lúc này ông ta lại bị một thanh niên vượt lên mấy cảnh giới liên tục chém vào hai cánh tay. Vô lý thật! Ông lão đại đế kinh hãi, ông ta nhìn kiếm hành đạo trong tay Diệp Quân, ông ta biết Diệp Quân có một thanh thần kiếm nhưng không ngờ lại mạnh đến thế, ngay cả cơ thể đại đế của ông ta cũng có thể dễ dàng chém đứt. Lúc này các cường giả tộc Bác Thiên khác cũng sợ hãi không thôi, họ cũng không ngờ Diệp Quân lại có thể vượt qua nhiều cảnh giới liên tục chém vào hai cánh tay của một đại đế. Chuyện này hơi khoa trương rồi nhỉ. Dù thanh kiếm này có mạnh nhưng cũng mạnh đến mức vô lý quá rồi. Lúc này Diệp Quân ở đằng xa cũng bị thương nghiêm trọng, lần giao đấu vừa rồi, mặc dù hắn đã chém đứt một cánh tay của đối phương nhưng sức mạnh một quyền đó của đối phương cũng làm cho hắn bị thương nặng, lúc này ngũ tạng của hắn bị vỡ, cả người không có chỗ nào là ổn cả. Suýt nữa thì thân xác của hắn cũng đã bị đánh nát. Cường giả cảnh giới đại đế. Diệp Quân hít sâu một hơi, hắn biết sự cách biệt giữa hắn và cường giả cảnh giới đại đế này rất lớn. Nếu không có kiếm hành đạo trợ giúp, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ của đối phương. Vẫn cần phải cố gắng hơn. Diệp Quân xòe bàn tay trái, vô số điểm sáng màu xanh lục lập tức trào ra từ lòng bàn tay hắn, cuối cùng tụ lại cả người hắn. Sau khi những điểm sáng màu xanh này xuất hiện, vết thương của hắn bắt đầu hồi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cây thần tự nhiên. Ngay lúc này, ông lão đại đế ở đằng xa nhìn chằm chằm Diệp Quân, người thế mà lại có cây thần tự nhiên của thanh đế. Diệp Quân nhìn ông lão đại đế, sau đó nhắm hai mắt lại,
cảm nhận vết thương trên cả người mình đang hồi phục nhanh chóng, khóe môi Diệp Quân nhếch lên. Phải công nhận cây thần tự nhiên này quả thật khá nghịch thiên, mạnh hơn đan dược mà hắn mang theo rất nhiều. Không đến mười mấy giây sau, vết thương trên người hắn hoàn toàn hồi phục. Hiệu quả chữa trị vô cùng khủng khiếp. Ông lão đại đế ở đằng xa nhìn Diệp Quân, trong mắt ngoài vẻ tham lam không hề che giấu, còn có sự nghiêm trọng, không hổ là thiên tài tuyệt thế, thiên tài có thể đánh bại thế hệ trẻ tuổi của chân vũ trụ. Không thể để hắn sống. Ông lão đại đế bỗng bước đến trước, thời không trước mặt ông ta bỗng vỡ nát như giấy bị thiêu rụi, cực kỳ hãi hùng. Diệp Quân không lùi mà ngược lại còn tiến về trước, tay phải giẫm mạnh xuống đất rồi biến thành tia kiếm quang đánh tới. Vèo! Kiếm không thể chặn được những nơi kiếm quang lướt qua. Nhát kiếm này của Diệp Quân mạnh mẽ chém đứt sức mạnh do ông lão đại đế đó phóng ra, sau đó đánh đến trước mặt ông lão đại đế, nhưng lúc này Diệp Quân bỗng thấy bất an, cảm thấy có gì đó không ổn, hắn lập tức dừng lại rồi quay phát người lại tung ra một nhát kiếm. Xoẹt! Kiếm quang vẽ nên một vòng hình tròn. Vèo! Kiếm quang tan nát, Diệp Quân lùi mạnh về phía sau cả vạn trượng. Hắn vừa dừng lại, một tàn ảnh đánh đến trước mặt hắn. Lại là một đại đế. Nhưng ngay lúc này, một ông lão áo đen cầm lưỡi dao bỗng xuất hiện trước mặt Diệp Quân, ông ta tiến đến trước một bước, huyết quang xoẹt qua. Bùm! Tàn ảnh đó bị chém lùi về sau. Người đến chính là Tông Lão. Ông ấy cũng là người mạnh nhất trong số các cường giả bí ẩn mà Tần Phong giữ lại, cũng chỉ có ông ấy là đại đế, những người còn lại đều chỉ là cường giả cảnh giới thần đế. Diệp Quân nhìn về hướng cách đó không xa, tàn ảnh dừng lại, đó là một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy đen, ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm Tông Lão, hơi không phục. Không nói bất kỳ nơi thừa thãi nào, bà ta bỗng biến mất, gần như cùng lúc Tông Lão cũng biến mất. Vèo! Đao quang màu đỏ lướt ngang qua, xoẹt! Một bóng người bỗng liên tục lùi về sau, đó là người phụ nữ váy đen. Lần này sau khi dừng lại, vẻ mặt người phụ nữ này trở nên nghiêm trọng. Tông Lão không ra tay tiếp mà lùi đến bên cạnh Diệp Quân, hơi cúi người, thiếu chủ. Diệp Quân gật đầu đang định lên tiếng thì lúc này hắn như cảm nhận được điều gì bỗng sửng sốt, ngay sau đó hắn quay phát lại nhìn Tiểu Bạch ở cách đó không xa. Không chỉ Diệp Quân mà tất cả cường giả tộc Bác Thiên đều nhìn Tiểu Bạch. Vừa rồi mọi người đều tập trung vào Diệp Quân nên không để ý đến Tiểu Bạch. Lúc này họ mới nhận ra linh khí của Bác Thiên giới đều không còn nữa. Bị hút cạn. Sau khi hấp thu hết linh khí, Tiểu Bạch nhảy lên bay đến trên vai Diệp Quân, sau đó nhếch môi cười. Diệp Quân khiếp sợ không thôi, mặc dù Tiểu Bạch đánh nhau không giỏi nhưng khả năng trợ giúp quả thật rất nghịch thiên, lần sau có thể dẫn nó đến chân vũ trụ rồi hút sạch chân vũ trụ. Lúc này sắc mặt các cường giả tộc Bác Thiên ở một bên đều trở nên hết sức khó coi. Chỉ không để ý một chút, linh khí đã hết sạch. Không còn linh khí nữa có nghĩa là gì? Tức là Bác Thiên giới đã trở nên vô dụng hoàn toàn. Ông lão đại đế nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, gằn giọng nói, để nó lại. Nếu không để linh tổ này lại thì cả tộc Bác Thiên sẽ phải chuyển nhà thật. Mà nếu chuyển ra ngoài, tộc Bác Thiên sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ mất. Nghe ông lão đại đế nói vậy, các cường giả tộc Bác Thiên lao đến chỗ Tiểu Bạch. Lúc này giọng ông lão đại đế lại vang lên, phải bắt sống. Nhìn thấy một đám cường giả tộc Bác Thiên lao về phía mình, Tông Lão kéo Diệp Quân ra phía sau, cùng lúc đó thời không xung quanh Diệp Quân bỗng nứt ra, hơn 30 cường giả cầm lưỡi dao xông tới. Ánh mắt ông lão đại đế dừng trên người Diệp Quân, lộ ra vẻ phấn khích bật cười nói, huyết mạch của nhà họ Dương ngươi đã bị huyết mạch tộc Bác Thiên thu gọn rồi. Ha ha! Ông ta vừa nói vừa lao đến. Các cường giả bên phe Diệp Quân rất mạnh, nhất là cô bé và người phụ nữ bí ẩn kia, thực lực của họ nằm ngoài dự đoán của ông lão đại đế, nhưng thế thì đã sao? Ông ta không sợ. Vì sao? Vì tộc Bác Thiên cũng còn con bài tẩy chưa lật. Hơn nữa nơi đây là Bác Thiên giới, là địa bàn của tộc Bác Thiên. Năm xưa họ từng đại chiến vô số lần với chân vũ trụ ở nơi này, thậm chí còn từng ép kẻ thù lui bước. Tộc Bác Thiên đến chân vũ trụ còn không sợ, sao phải khúm núm trước vũ trụ quan huyên? Cái gì mà huyết mạch nhà họ Dương, tộc Bác Thiên chấp hết. Ông lão đại đế càng nghĩ càng thấy kích động, khí tức ồ ạt tăng lên khiến thời không bốn phía rung lên bần bật.
huyết mạch phong ma này chính là món quà trời cao ban cho tộc Bác Thiên. Thấy đối phương ra tay, tông lão đứng trước Diệp Quân nheo mắt lại, ánh mắt lạnh như băng giá nghìn năm, bảo vệ thiếu chủ. Lệnh vừa ra, các cường giả cầm lưỡi hái xung quanh lập tức lao vào cường giả tộc Bác Thiên. Tông lão thì trực tiếp vọt về phía người cầm đầu ông lão đại đế. Đúng lúc này, Diệp Quân ngẩng đầu nhìn nữ đại đế phía đối diện, thấy bà ta đang nhìn lại bằng ánh mắt oán độc. Người này là Bác Thiên U, tam trưởng lão của tộc Bác Thiên, còn ông lão kia là nhị trưởng lão Bác Thiên Khuyết. Bốn mắt nhìn nhau, bỗng dưng Bác Thiên U biến mất, xông về phía Diệp Quân. Tiểu Bạch đang đứng trên vai hắn thấy vậy thì đưa tay lên che mắt. Bà không thấy ta, bà không thấy ta. Diệp Quân dại ra. Cũng may nó lúc nào cũng có nhị nha đi theo, bằng không chắc đã toi mạng từ lâu rồi. Đúng lúc Bác Thiên U sắp vồ tới, một thanh trường thương ầm ầm lao xuống. Uỳnh! Thời không vỡ ra tung tóe, hất Bác Thiên U bay đi nghìn trượng. Một người phụ nữ xuất hiện trước mặt Diệp Quân trong bộ váy trắng, tóc đuôi ngựa buộc cao, tay cầm trường thương. Là An Nam Tịnh. Bác Thiên U nhìn xuống tay phải mình, thấy nó đã nứt vỡ, lộ ra xương cốt trắng hếu. Bà ta nheo mắt nhìn An Nam Tịnh với chút khiếp sợ. Chỉ thấy đối phương biến mất tại chỗ, đồng thời có thương mang lóe lên trước mặt Bác Thiên U. Đồng tử Bác Thiên U rụt lại, cuống quýt đưa tay ra ngăn cản. Ầm! Theo tiếng nổ rung trời, Bác Thiên U bị đẩy văng đi mấy nghìn trượng, khi vừa dừng lại thì có một dòng máu tươi chảy ra từ khóe miệng. An Nam Tịnh nhìn bà ta với đôi mắt như mặt hồ tĩnh lặng. Tràn đầy khinh miệt. Ánh mắt ấy khiến gương mặt Bác Thiên U nhuốm vẻ phẫn nộ. Từ ngày ra đời đến nay, bà ta đã bao giờ bị xem thường như vậy chưa? Bác Thiên U tung người nhảy lên cao, dùng thân xác tông vỡ thời không, tung trưởng về phía chân trời. Duỳnh duỳnh, một bàn tay khổng lồ dài cả vạn trượng phá không xuất hiện, từ trên cao áp xuống với sức mạnh nghiền nát thiên địa. An Nam Tịnh bất ngờ phóng lên. Xoẹt, thương mang phá vỡ chân trời lẫn bàn tay khổng lồ. Ầm, bàn tay vừa vỡ, đã có một bóng người bay vút đi. Là Bác Thiên U. Khi bà ta vừa dừng lại, đã có một thanh trường thương quét tới. Bốp, Bác Thiên U bị đánh bay đi trong chớp mắt. Thân xác vỡ ra từng chút một, đến khi dừng lại thì đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại linh hồn. Thua hoàn toàn. Diệp Quân không khỏi nhìn An Nam Tịnh bằng ánh mắt hoảng sợ. Vị tiền bối này mạnh dữ vậy. Đã thế hắn còn có cảm giác bà ấy gặp đối thủ mạnh thì sẽ càng mạnh hơn. Đúng là võ thần. Võ thần chân chính. So sánh với bà thì hắn trông như võ thần hàng mã vậy. Bên kia... Linh hồn Bác Thiên U đã hoàn toàn dại ra khi ý thức được mình bị đối thủ đánh cho không còn manh giáp. Bà ta kinh hãi không thôi, không ngờ rằng cường giả vũ trụ quan huyên lại mạnh đến vậy. Kể từ khi Bác Thiên Đạo tiền nhiệm luân hồi chuyển thế, cả tộc họ vì chờ đợi Bác Thiên Đạo xuất hiện mà vẫn luôn ẩn thân trong Bác Thiên giới, không tiếp xúc gì nhiều với bên ngoài, mà bản thân họ cũng cho rằng không cần thiết. Có thể nói, trong lòng tộc nhân tộc Bác Thiên, đối thủ duy nhất của họ khắp chư thiên vạn giới này chỉ có chân vũ trụ mới xứng đáng. Nhưng giờ đây họ nhận ra dường như mình đã đánh giá thấp vũ trụ quan huyên rồi. Cách đó không xa, An Nam Tịnh đang định tiếp tục ra tay, hoàn toàn tiêu diệt Bác Thiên U thì chợt cảm nhận được gì đó mà ngẩng đầu nhìn lên cao. Chỉ thấy trong một vùng thời không vô danh nọ, có hai bóng người bị một luồng sức mạnh hùng hậu liên tiếp đẩy lui. Nhị Nha và Bác Thiên Đạo. An Nam Tịnh chứng kiến cảnh này thì khẽ nhíu mày, ánh mắt đặt lên người Bác Thiên Đạo. Đối phương như cảm nhận được mà ngoái đầu, khi nhìn thấy An Nam Tịnh thì cau mày. Lại là một cường giả. Sắc mặt ông ta không khỏi trầm xuống. Lúc mới chuyển thế sống dậy còn chưa biết được thực lực chân chính của vũ trụ quan huyên, bây giờ xem ra đã đánh giá thấp rồi. Nhị Nha thấy An Nam Tịnh xuất hiện thì mí mắt giật một cái, đoạn lặng lẽ cầm một sâu kẹo hồ lô ra mút cho đỡ sợ. Bác Thiên Đạo hỏi An Nam Tịnh, người đến từ thời đại nào? Vì sao ta chưa từng nghe đến? An Nam Tịnh mặc kệ ông ta, chỉ ngẩng đầu hô, niệm cô nương. U, tiếng kiếm minh réo rắt vang khắp hư không. Một tia kiếm quang lao xuống, nện thẳng vào tộc Bác Thiên ở xa. Bác Thiên Đạo nheo mắt quát, xuất trận. Mở trận pháp. Bác Thiên là đại tộc cổ xưa, đương nhiên cũng có đại trận hộ tộc trong tay.
chưa kể còn là loại trận pháp từng nhiều lần đỡ đòn từ cường giả chân vũ trụ. Nhưng không có động tĩnh gì đáp lại Bác Thiên Đạo. Ông ta đương nhíu mày thì có một cường giả trong tộc xuất hiện phía sau, cung kính thi lễ nói, tộc trưởng, toàn bộ linh khí trong Bác Thiên giới đã bị linh tổ hút hết. Đại trận hộ tộc của chúng ta đã bị vô hiệu hóa rồi. Vô hiệu hóa? Sắc mặt Bác Thiên Đạo trầm xuống, ngoái đầu nhìn Tiểu Bạch trên vai Diệp Quân với ánh mắt lạnh lùng. Người phụ nữ bí ẩn bỗng lên tiếng, nếu An cô nương đã đến thì nơi này giao lại cho các vị. Nói rồi hóa thành một tia sáng mở quay trở lại thân thể Diệp Quân. Gần như ngay lập tức, có mười mấy cường giả đại đế của tộc Bác Thiên xuất hiện. Bác Thiên Đạo hỏi An Nam Tịnh, còn ai nữa không? Rồi mỉm cười nói tiếp, chúng ta còn. Ông ta búng tay. Tách. Từ sâu thẳm trong hư không, mấy luồng khí tức hùng hậu cuồn cuộn ập đến. Một khắc sau, ba chùm sáng chói lòa giáng xuống, xuyên thẳng qua đất trời. Dưới mắt mọi người, ba lão già khoác áo choàng đen chậm rãi bước ra. Ba vị đại đế. Diệp Quân đanh mặt, khí tức của họ mạnh hơn Bác Thiên U và Bác Thiên Khuyết quá nhiều. Người phụ nữ bí ẩn lên tiếng, đây là các cường giả đại đế vào thời đại Bác Thiên Đạo vô địch, đại đế bây giờ không bằng được. Cẩn thận. Diệp Quân, tiền bối, sao cùng là đại đế nhưng lại khác biệt lớn đến vậy? Người phụ nữ bí ẩn, đại đế chia làm ba loại. Loại phổ thông chưa được tuế nguyệt và vận mệnh rửa tội, hữu danh vô thực, sức mạnh kém cỏi. Loại thứ hai là tuế nguyệt đại đế, đã được tuế nguyệt tẩy lễ nên có căn cơ, lại có đạo thống của bản thân nên rất mạnh, hơn xa loại thứ nhất. Diệp Quân, còn loại thứ ba. Người phụ nữ bí ẩn, mệnh vận đại đế, không chỉ được tẩy lễ bởi tuế nguyệt mà còn chặt đứt gông xiềng số mệnh, nắm giữ vận mệnh bản thân đến một trình độ nhất định nào đó. Đại đế loại này là cao cấp nhất. Mạnh nhất, có thể giết cả thần linh vũ trụ. Đại đế bất khuất thuộc dạng này, nên ngay cả thần linh vũ trụ như âm thần cũng phải chịu tránh đi. Diệp Quân gật gù, ta hiểu rồi. Người phụ nữ bí ẩn lại nói, ba người vừa xuất hiện kia là tuế nguyệt đại đế, cực kỳ mạnh, nhớ cẩn thận. Diệp Quân gật đầu, quyết đoán nhích lại gần An Nam Tịnh. Lúc nên đánh thì tuyệt đối không sợ. Nhưng lúc nên sợ thì rén vào. Sự xuất hiện của ba tuế nguyệt đại đế không khiến An Nam Tịnh mảy may dao động. Bà ấy nói với Nhị Nha, đánh hắn. Nhị Nha ngẩn ra rồi gật đầu lia lịa, được được. Nói rồi bước lên trước, tung cú đấm về phía Bác Thiên Đạo. Sắc mặt ông ta lạnh đi khi thấy thế, thầm nhủ nếu không phải vừa luân hồi chuyển thế thì mình việc gì phải sợ con oắt này. Đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nhị Nha đã vào tới trước mặt ông ta. Mang theo sức mạnh chiến thời không vụn vỡ. Bác Thiên Đạo thốt lên, giết con ả cầm thương, bắt sống Diệp Quân. Rồi vọt về phía Nhị Nha. Quỳnh! Từng tiếng nổ ầm vang vọng tới khắp thời không. Ba đại đế phía dưới nghe lệnh của Bác Thiên Đạo thì lập tức nhào vào An Nam Tịnh. Bà ấy không hề nhiều lời, thân hình run lên, hóa thành thương mang đâm tới. Một chọi ba. Diệp Quân thấy vậy thì tấm tắc không thôi. Thầm cảm thán thực lực của An tiền bối đúng là nghịch thiên mà. Bỗng tầm mắt của 10 đại đế đứng ở bên bắn lại đây làm hắn nhíu mày. Người dẫn đầu nói, giết. Tất cả 10 người đồng thời lao tới. Bọn họ nhìn Diệp Quân với vẻ khoái trá, không khác gì một miếng thịt béo bở trong mắt. Huyết mạch tộc Bác Thiên lấy cướp đoạt làm chủ, ấy vậy mà huyết mạch của Diệp Quân lại có thể kháng cự được. Chẳng khác gì món quà trời ban cho tộc Bác Thiên. Nếu có thể bắt nhốt tên họ Dương này lại, cung cấp nguồn huyết mạch vô tận cho cả tộc. Kích thích vãi. Tộc Bác Thiên sẽ hoàn toàn trỗi dậy. Bắt nhốt. Ý tưởng này khiến 10 tên đại đế hưng phấn không thôi. Ánh mắt của mấy lão khiến Diệp Quân cảm thấy biến thái quá chừng, không khỏi nhíu mày lại. Đúng lúc này, thời không bên cạnh hắn nứt vỡ để một đốm sáng mở bay ra, đi kèm là mười mấy luồng khí tức hùng hậu ồ ạt tuôn trào. Quỳnh. Thời không quanh hắn vỡ toang hoác, 10 đại đế kia bị đẩy lui liên tục. Đứng bên cạnh Diệp Quân là nhóm Thiên Tú và Kỳ Tỷ Thiên. Các cường giả cao cấp của Dương tộc ở vũ trụ Quan Huyên đã có mặt. Sự xuất hiện lẫn số lượng của họ nằm ngoài dự đoán của cường giả đế tộc bất tử, khiến ai nấy đều cau mày. Thiên Tú thốt lên, giết. Vừa dứt lời, bà ấy đã hóa thành tia sáng mở lao tới. Những người còn lại nhanh chóng vọt lên theo.
Đại chiến lại bắt đầu. Sự có mặt của cường giả vũ trụ quan huyên khiến cường giả tộc Bác Thiên dần dần bại trận. Đây là những người có thể đánh ngang tay với chân vũ trụ, làm sao lại thua tộc Bác Thiên cho được. Dần ra, tộc Bác Thiên liên tiếp bại lui, đã có cường giả đại đế mất mạng. Diệp Quân vươn tay ra, gọi cây thần tự nhiên xuất hiện. Hắn khẽ động tâm niệm, để nó biến thành hình ảnh ảo khổng lồ kéo dài trăm nghìn trượng, phủ khắp Bác Thiên giới. Từng luồng sáng xanh lục xuất hiện bao trùm lấy cường giả vũ trụ quan huyên. Chữa thương tập thể. Sự xuất hiện của cái cây lại khiến tộc Bác Thiên gặp khó thêm một bước. Bản thân họ đã đánh không lại cường giả vũ trụ quan huyên, nay lại thêm một cái cây hỗ trợ, lại càng không thể cấu thành bất cứ uy hiếp nào. Quỳnh, Nhị Nha và Bác Thiên đạo tách ra trên không. Người sau không tiếp tục ra tay sau khi dừng lại mà nhìn xuống dưới. Thấy cường giả tộc Bác Thiên đang lớp lớp tháo chạy thì sắc mặt trở nên xấu xí vô cùng. Không ngờ lại phải bại trận. Ông ta nhìn nhóm thiên tú với sắc mặt âm trầm, không ngờ cường giả vũ trụ quan huyên không những nhiều mà còn mạnh đến vậy. Xem nhẹ chúng rồi. Sai lầm rồi. Úi! Bỗng có tiếng kêu thảm thiết vọng lên. Lại một đại đế mất mạng. Bác Thiên đạo quát, rút vào biên giới. Ông ta vung tay khiến thời không ở nơi nào đó trong Bác Thiên nứt vỡ, để lộ một cái khe đen ngòm trông vô cùng kinh khủng. Rút vào biên giới. Cường giả tộc Bác Thiên nghe lệnh thì lập tức rút lui vào khe hở, không chút chần chừ. An Nam Tịnh và những người khác sao có thể đứng yên nhìn họ rút đi, bèn vội vã đuổi theo. Giọng nói bí ẩn vang lên trong đầu Diệp Quân, đừng để họ chạy vào biên giới. Hắn vội la lên, đừng đuổi theo. Những người khác nghe vậy thì dừng lại ngay trước kẽ hở không gian, thấy còn hai đại đế đứng trước mặt. Các cường giả cao cấp đã rút lui thành công, nhưng tộc Bác Thiên vẫn còn nhiều người khác tương đối yếu không kịp rút. Kỳ Tỷ Thiên cong môi hỏi Diệp Quân, xử lý chúng thế nào? Hắn lạnh lùng đáp, giết hết. Kỳ Tỷ Thiên vui vẻ, được. An Nam Tịnh thêm vào, Tỷ Thiên, những ai có huyết mạch Bác Thiên thì giữ lại. Kỳ Tỷ Thiên cười, biết rồi. Nói xong thì cùng thiên tú lao tới những cường giả tộc Bác Thiên bên dưới. Những tiếng kêu thảm thiết lần lượt vang lên. Giết là giết. Diệp Quân chợt phát hiện Kỳ Tỷ Thiên rất thích chơi trò đá thủ cấp, làm hắn nhìn mà dùng mình. Cường giả cao cấp của tộc Bác Thiên đã rút lui gần hết, những người ở lại tuy không yếu nhưng sao có thể là đối thủ của Kỳ Tỷ Thiên và những người khác. Vậy nên vừa đánh nhau thì một bên đã đổ như ngả dạ. Bác Thiên đạo đứng trên cao nhìn xuống cảnh tượng này, sắc mặt xấu xí vô cùng. Bỗng Diệp Quân ngẩng lên nhìn ông ta, ánh mắt ông ta cũng vừa khéo chạm hắn, vũ trụ quan huyên. Cứ đợi đấy. Nói rồi hóa thành một tia sáng bay vào kẽ hở ở xa. Tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc đã biến mất. Cường giả như ông ta, một khi đã không tử chiến thì rất khó để giữ chân, vì vậy nhóm An Nam Tỉnh cũng không ra ngăn cản. Diệp Quân nhìn kẽ hở đang khép lại kia, hỏi tiền bối, sao lại không thể tiến vào? Người phụ nữ bí ẩn, bên ấy là biên giới thời không của vũ trụ này, vô cùng hỗn loạn, rắc rối phức tạp vô cùng. Ở trong đó là dòng chảy thời không loạn lạc, cường giả đại đế cảnh đi vào cũng gặp nguy hiểm. Năm xưa chân vũ trụ cũng mất rất nhiều cường giả trong đó. Tộc Bác Thiên năm ấy sở dĩ sống sót được cũng là nhờ nơi đặc biệt đó, mà chân vũ trụ cũng đành bó tay. Bằng không đã sớm tận diệt chúng rồi. Diệp Quân thắc mắc, vậy sao tộc Bác Thiên lại vào được? Người phụ nữ bí ẩn, chúng có một món thần vật tên bánh xe thời không, không những có thể trấn áp dòng chảy thời không mà còn mượn được sức mạnh từ chúng. Vậy nên chân vũ trụ mới không muốn giao chiến với chúng ở trong đó, bằng không sẽ rất thiệt thòi. Diệp Quân, tiền bối, vậy biên giới thời không của vũ trụ này là... Người phụ nữ bí ẩn, là biên giới của vũ trụ. Diệp Quân, ngoài biên giới ấy còn có vũ trụ nữa không? Người phụ nữ bí ẩn, ta không biết. Từ trước đến giờ đã chẳng có bao nhiêu người phá vỡ được biên giới vũ trụ, đó là còn phải trả một cái giá nhất định. Người làm được gần nhất là Đại Tỷ, sau đó không còn ai xuất hiện. Về sau tỷ ấy bị vũ trụ kiếp giữ chân nên cũng không còn tâm tư đi phá nữa. Diệp Quân gật gù, ta hiểu rồi. Bỗng An Nam Tịnh xuất hiện trước mặt hắn, Nhị Nha và Tiểu Bạch xuất hiện cạnh bên. Hai đứa sau vừa thấy người trước thì chột dạ nấp ra sau lưng Diệp Quân. An Nam Tịnh im lặng nhìn Diệp Quân.
hắn ngần ngừ, lần này đúng là hơi xúc động ạ. Vẫn nên nhận lỗi trước đi. Không thì ăn đòn là chắc. Người khác có lẽ còn cố kỵ thân phận hắn, nhưng Diệp Quân biết vị trước mắt mà nổi giận thì hắn cũng bị lôi ra đánh, mà còn không ai dám nói đỡ cho. An Nam Tịnh lạnh nhạt hỏi lại, lỗi gì? Diệp Quân ngạc nhiên. An Nam Tịnh, người ta truy sát cậu, cậu không đánh lại mới là sai, hiểu chưa? Diệp Quân không biết phải nói gì. An Nam Tịnh, ta bảo cậu đừng gây họa là đừng chủ động ức hiếp người khác, nhưng nếu bị kẻ khác chèn ép thì phải đánh lại, rõ chưa? Diệp Quân gật đầu lia lịa, dạ rõ. An Nam Tịnh gật đầu rồi không nói gì thêm. Bỗng Kỳ Tỷ Thiên xuất hiện trước mặt hắn, vươn tay ra. Trên tay bà ấy là một giọt máu lớn bằng nắm tay, đang tỏa ra sức mạnh hùng hậu vô cùng. Diệp Quân ngạc nhiên, cái gì vậy tiền bối? Kỳ Tỷ Thiên cười, huyết mạch của tộc nhân Bác Thiên. Nhưng không được tinh khiết lắm. Diệp Quân vươn tay gọi giọt máu kia đến, cầm nó mà có chút khiếp sợ. Phải công nhận nó mạnh thật sự. Kỳ Tỷ Thiên nói, hấp thu hết đi. Diệp Quân gật đầu, bóp vỡ giọt máu. Một tia sáng đỏ chui vào ngực hắn. Quỳnh! Hắn biết thành huyết nhân trong nháy mắt. Huyết mạch phong ma lại kích hoạt. Vào giây phút đó, cả người hắn run lên bần bật. Sát ý và lệ khí vô tận lấp đầy đầu óc hắn, chỉ để lại suy nghĩ muốn giết sạch tất cả. Mà sát niệm càng lúc càng nặng hơn. Diệp Quân siết chặt nắm tay, áp chế sát ý lại. Huyết mạch phong ma thì đang điên cuồng cắn nuốt huyết mạch Bác Thiên. Cái sau đương nhiên sẽ không bó tay chịu chết mà còn muốn hấp thu ngược, nhưng nó đang nằm trong người Diệp Quân thì sao có thể là đối thủ của bên kia. Không lâu sau, huyết mạch Bác Thiên đã bị áp chế hoàn toàn, bị huyết mạch phong ma cắn nuốt từng chút một. Nó dần dần mạnh lên, khiến khí tức của Diệp Quân cũng tăng vọt theo. Không lâu sau, Quỳnh, Diệp Quân đạt đến chân cảnh. Khí tức hắn không dừng lại ở đó, bởi vì hắn vốn đã áp chế cảnh giới, bây giờ hấp thu huyết mạch Bác Thiên thì không làm được nữa, thế là từ chân cảnh bay tới cảnh giới nhân tiên. Cảnh giới nhân tiên. Đến đây rồi, khí tức hắn tiếp tục tăng vọt. Nhưng An Nam Tịnh đã bước tới, đặt tay lên vai hắn. Khí tức Diệp Quân bị áp chế, dần yên ổn trở lại. An Nam Tịnh, về vũ trụ quan huyên. Rồi mang Diệp Quân trở về. Các cường giả khác cũng nhanh chóng đi theo. Họ đi rồi, từ hư không vũ trụ lại có một người phụ nữ đang nhìn xuống. Chấp kiếm nhân. Ở hai bên trái phải bà ta là tả tướng và võ tướng của chân vũ trụ. Họ đến đây cốt là vì Bác Thiên Đạo, sau đó chứng kiến trận chiến giữa tộc Bác Thiên và vũ trụ quan huyên nên không ra tay. Thời không trước mặt họ chợt chấn động, sau đó nứt vỡ, để một người đàn ông bước ra. Bác Thiên Đạo. Tả tướng thấy ông ta thì nhíu mày. Chấp kiếm nhân lãnh đạm nhìn sang. Bác Thiên Đạo cười hỏi, ba vị có muốn liên thủ không? Liên thủ. Lời này khiến tả tướng và võ tướng ngạc nhiên đến ngây ngẩn. Bác Thiên Đạo, chúng ta tuy là đối thủ nhưng đều có chung kẻ địch là vũ trụ quan huyên. Ta được biết bọn chúng gần đây vừa tấn công chân vũ trụ, đánh được tới chân thần điện. Ông ta cười cười, chỉ bằng chúng ta liên thủ tiêu diệt chúng. Bọn ta chỉ cần huyết mạch dương tộc, còn lại đều để cho các vị, thế nào? Chấp kiếm nhân nhìn ông ta, người biết người giống gì không? Bác Thiên Đạo, giống gì? Chấp kiếm nhân phun ra, một tên ngu. Nụ cười trên mặt Bác Thiên Đạo đọng lại. Giống một tên ngu. Nghe thấy lời của chấp kiếm nhân, tả tướng nhất thời lắc đầu cười khẽ. Tính tình của chấp kiếm nhân cô nương này vẫn nóng nảy, không nể mặt ai như thế. Nhưng nói cũng không sai, Bác Thiên Đạo này rất giống một tên ngu. Bác Thiên Đạo nhìn chằm chằm chấp kiếm nhân bằng ánh mắt lạnh như băng, chúng ta hợp tác thì hai bên đều có lợi. Chấp kiếm nhân tỏ vẻ khinh thường. Một tên vô dụng như ngươi đi hợp tác với chúng ta á. Nghe thấy lời của chấp kiếm nhân, ánh mắt Bác Thiên Đạo càng lạnh lùng hơn, khí thế quanh người lập tức dâng trào, thời không xung quanh chấn động. Trong mắt chấp kiếm nhân lộ vẻ khinh thường, năm đó đại tỷ không giết ông cũng hả dạ ghê nhỉ, cũng không biết sao ông lại mặt dày thế nữa. Không chỉ mặt dày, ông còn dùng cánh cửa luân hồi không ngừng chuyển kiếp để nâng cao thực lực của mình, nuốt chửng cả huyết mạch của con cháu đời sau. Thứ xúc vật như ông xứng hợp tác với chân vũ trụ ta sao? Cút đi chỗ khác. Láo xược.
Bác Thiên Đạo cũng không chịu được nữa, ông ta quát to một tiếng rồi xông về phía trước, đánh một quyền nhằm vào chấp kiếm nhân. Lực đấm mạnh mẽ khiến thời không xung quanh vỡ tan. Chấp kiếm nhân hờ hững vung tay chém ra một kiếm. Ầm! Chiêu kiếm đánh tan quyền thế kia, cùng lúc đó, sức mạnh kiếm khí mạnh mẽ đẩy Bác Thiên Đạo lùi sang nghìn trượng. Sau khi dừng lại, Bác Thiên Đạo nhìn cánh tay phải đấy vết kiếm của mình, trong lòng vô cùng rung động, ông ta không ngờ thực lực của chấp kiếm nhân lại trở nên mạnh mẽ đến thế. Phía xa, chấp kiếm nhân lạnh lùng nhìn Bác Thiên Đạo, giết ông ta. Dứt lời, bà ta biến thành một tia kiếm quang lao tới, mũi kiếm ép người. Tả tướng và võ tướng đồng thời biến mất. Ba người đồng loạt ra tay. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Bác Thiên Đạo thoáng chốc thay đổi, ông ta không chút do dự xoay người, tiến vào trong thời không nối với biên giới kia. Tốc độ rất nhanh, ba người chấp kiếm nhân vừa mới xông tới, ông ta đã trốn vào trong biên giới. Thấy cảnh này, ánh mắt chấp kiếm nhân thoáng chốc trở nên lạnh lẽo, đồ vô dụng. Tả tướng trầm giọng nói, bây giờ người này đã luân hồi đến lần thứ 10, nếu hoàn toàn giải phong ấn, thực lực của ông ta. Chấp kiếm nhân lạnh lùng cất lời, không có giới hạn, đồ ngu xuẩn. Sau đó, bà ta xoay người rời đi. Tả tướng và võ tướng nhìn nhau cười, chấp kiếm nhân này vẫn nóng tính như thường ngày. Lúc này, võ tướng đột nhiên nói, so với vũ trụ Bác Thiên này, ta lo lắng về vũ trụ Quan Huyên kia hơn. Vũ trụ Quan Huyên. Nghe thấy lời võ tướng, nụ cười trên mặt tả tướng dần biến mất, bà ta gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Bà ta cảm thấy vũ trụ Quan Huyên nguy hiểm hơn với chân vũ trụ. Mấy cao thủ của Dương tộc ở vũ trụ Quan Huyên, dù là chân vũ trụ cũng không dám coi thường. Võ tướng chợt nói, một năm sau, Diệp Quân kia muốn khiêu kiến chấp kiếm nhân, bà cảm thấy hắn có cơ hội không? Tả tướng lắc đầu, không có cơ hội. Võ tướng cười hỏi, sao lại nghĩ thế? Tả tướng nhỏ giọng nói, Diệp Quân kia đúng là thiên tài yêu nghiệt hiếm có, nhưng thiên phú của chấp kiếm nhân không hề thua kém gì hắn. Dù là thiên phú cá nhân hay thiên phú kiếm đạo, chấp kiếm nhân đều không yếu hơn hắn. Hơn nữa, chấp kiếm nhân đã sống bao nhiêu năm, hắn muốn đánh bại chấp kiếm nhân trong vòng một năm gần như là chuyện không thể nào. Võ tướng gật đầu, đúng là thế. Tả tướng lại nói, cảnh giới, càng về sau sẽ càng khó tăng lên, bây giờ hắn đang thăng cấp rất nhanh, không có nghĩa là sau này cũng vậy. Không có thời gian lắng đọng thì trong vòng một năm, hắn muốn thăng lên đại đế còn khó, chứ nói gì đến việc thực lực của chấp kiếm nhân còn vượt xa đại đế. Nói đến đây, bà ta thoáng im lặng, sau đó mới tiếp tục, nhưng ta thấy Diệp Quân này không phải một kẻ ngu ngốc, nếu hắn dám khiêu chiến chấp kiếm nhân, còn giao hẹn một năm. Thì chắc hắn phải có chỗ dựa gì đó. Võ tướng gật đầu, đúng thế, chúng ta không nên coi thường người này, ta đã phái người theo dõi hắn mọi lúc mọi nơi rồi. Tả tướng ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nhẹ giọng nói, thời điểm này còn nhiều việc phải lo lắm. Dứt lời, bà nhìn về phía võ tướng, điều một ít quân viễn chính về đi. Võ tướng gật đầu, được. Một lát sau, hai người rời đi. Vũ trụ Quan Huyên. Thế giới hư chân. Sau khi về đến vũ trụ Quan Huyên, Diệp Quân đưa Ngao Thiên Thiên cho Nhị Nha và Tiểu Bạch. Tiểu Bạch có thể giúp Ngao Thiên Thiên nhanh chóng khôi phục thân thể, còn Nhị Nha thì có thể cường hóa cơ thể cho Ngao Thiên Thiên. Nhị Nha và Tiểu Bạch muốn cùng nhau giúp Ngao Thiên Thiên. Sau khi giao Thiên Thiên cho Nhị Nha và Tiểu Bạch, Diệp Quân tiến vào một vùng tinh không tu luyện. Hắn ngồi xếp bằng trong tinh không, lúc này, quanh người hắn tản ra một khí thế mờ nhạt. Diệp Quân cau mày, hắn phát hiện sau khi huyết mạch phong ma nuốt chửng huyết mạch Bác Thiên, huyết mạch phong ma này đã trở nên không chịu yên nữa. Nó bắt đầu dục dịch. Diệp Quân sa sầm mặt, huyết mạch này như đang muốn tạo phản vậy. Hắn phát hiện dù huyết mạch là của hắn, nhưng lại có suy nghĩ của riêng mình, rất nhiều lúc, nó hoàn toàn không thèm để tâm đến hắn. Rất chảnh. Lúc này, người phụ nữ bí ẩn chợt cất lời, đừng suy nghĩ nhiều. Lo mà dỗ dành huyết mạch phong ma này, để nó bình tĩnh lại. Diệp Quân gật đầu, hắn thôi suy nghĩ, sau đó bắt đầu trấn áp huyết mạch phong ma. Nhưng hắn không ngờ hắn vừa bắt đầu trấn áp, huyết mạch lại trở nên mạnh hơn, còn bắt đầu phản kháng. Điều này khiến Diệp Quân tức giận. Diệp Quân lấy kiếm hành đạo ra, sau đó nói, tiểu đạo, dạy dỗ bọn chúng đi. Tiểu đạo cũng không từ chối,
nó biến thành một tia kiếm quang bay vào người Diệp Quân. Oanh! Trong nháy mắt, huyết mạch phong ma trong cơ thể Diệp Quân lập tức bình tĩnh lại. Diệp Quân lắc đầu cười khẽ, thật là thứ này khuất phục thứ kia, huyết mạch phong ma này chỉ sợ kiếm hành đạo thôi. Vì nó thật sự dám làm bậy. Dù huyết mạch phong ma cũng dám làm bậy, nhưng suy cho cùng nó cũng không dám giết chủ, đùa ạ, chỗ dựa của nó chính là Diệp Quân. Nếu không có Diệp Quân, nó sẽ không còn gốc rễ, dù vẫn có thể tồn tại, nhưng sẽ không còn khả năng thăng cấp nữa. Vì sức mạnh của huyết mạch phong ma đều dựa vào chủ nhân của nó điên đến mức nào. Không có chủ nhân, đương nhiên nó cũng không thể điên một mình. Sau khi huyết mạch phong ma chịu im lặng lại, Diệp Quân hít sâu một hơi, sau đó mở lòng bàn tay, tiểu tháp xuất hiện trong tay hắn, Ngô Tuế Nguyệt cô nương. Ngô Tuế Nguyệt xuất hiện trước mặt Diệp Quân, cô ấy nhìn Diệp Quân, cười hỏi có chuyện gì sao? Diệp Quân nghiêm túc nói, hy vọng cô có thể tìm một người giúp ta. Ngô Tuế Nguyệt nhíu mày, tìm người. Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Sau đó, hắn thầm nói trong lòng, tiền bối, làm sao giờ? Người phụ nữ bí ẩn đáp, người vẫn đang giữ bát của Bát Huyền đúng không? Diệp Quân gật đầu, sau đó vội lấy bát của Bát Huyền ra. Mà lúc này, người phụ nữ lại nói, bảo nàng đưa ngươi vào Tuế Nguyệt Trường Hà. Diệp Quân nhìn về phía Ngô Tuế Nguyệt, cô ấy gật đầu, sau đó vung tay áo, Diệp Quân và Ngô Tuế Nguyệt lập tức tiến vào trong Tuế Nguyệt Trường Hà. Sau khi tiến vào bên trong, Diệp Quân lập tức tỏ vẻ khiếp sợ. Tuế Nguyệt là gì? Chính là thời gian đã qua đi. Sau khi tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà này, hắn phát hiện mọi chuyện đều lướt qua rất nhanh. Hắn có thể nhìn thấy những gì đang xảy ra, còn có những gì từng xảy ra, nhưng lại không có tương lai. Diệp Quân rất kinh ngạc. Tuế Nguyệt Trường Hà rất giống một máy ghi hình, ghi lại tất cả mọi thứ xảy ra từ trước đến giờ. Lúc này, người phụ nữ bí ẩn chợt nói, người biết Tuế Nguyệt Đại Đế là thế nào không? Là phải trải qua lễ rửa tội của Tuế Nguyệt. Nếu ta đoán không lầm, bác thiên đạo kia muốn cướp lấy kính Tuế Nguyệt, có lẽ là muốn dùng kính Tuế Nguyệt tạo ra nhiều Tuế Nguyệt Đại Đế hơn. Vì Đại Đế muốn trở thành Tuế Nguyệt Đại Đế là chuyện quá khó khăn, nhưng nếu có kính Tuế Nguyệt, tiến vào thời không Tuế Nguyệt tu luyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Tuế Nguyệt Đại Đế. Diệp Quân gật đầu, sau đó nói, bây giờ phải làm sao mới có thể tìm thấy Bát Huyền. Lúc này, một ánh sáng mờ đột nhiên bay ra khỏi người Diệp Quân, người phụ nữ bí ẩn nhìn xung quanh, cuối cùng, bà ấy chú ý vào một điểm sáng ở cách đó không xa. Diệp Quân nhìn về phía điểm sáng đó, hắn nhìn thấy vô số hình ảnh vụn vặt bên trong điểm sáng. Chính là vào lúc Bát Huyền tự sát. Nhìn Bát Huyền bên trong điểm sáng, Diệp Quân chậm rãi siết chặt tay. Lúc này, người phụ nữ bí ẩn đột nhiên mở lòng bàn tay, một sức mạnh bí ẩn lập tức bay về phía điểm sáng kia. Chẳng mấy chốc, lực lượng bí ẩn bị điểm sáng kia bao phủ, dần dần, xung quanh điểm sáng này xuất hiện vô số điểm sáng nhỏ. Diệp Quân lập tức trở nên hơi căng thẳng. Người phụ nữ bí ẩn đột nhiên mở lòng bàn tay. Những điểm sáng nhỏ chợt hội tụ vào một nơi, trong mỗi một điểm sáng đều sẽ có một vài hình ảnh vụn vặt nhưng khá là mơ hồ, không thấy rõ lắm. Vào lúc người phụ nữ bí ẩn muốn hội tụ chúng nó lại với nhau, tình thế chợt thay đổi, một sức mạnh bí ẩn không biết kéo đến từ nơi nào. Vô số điểm sáng thoáng chốc vỡ tan, toàn bộ Tuế Nguyệt Trường Hạ rung lên dữ dội, Diệp Quân như bị trúng một đòn nghiêm trọng, liên tục lùi về sau, trong miệng có máu tươi không ngừng phun ra. Lúc này, một sức mạnh bí ẩn kéo hắn lại. Sau khi dừng lại, Diệp Quân cảm thấy đầu óc nặng nề như bị đổ trì, một lúc lâu sau cảm giác mê man đó mới giảm bớt. Hắn nhìn về phía cách đó không xa, lúc này, sắc mặt Ngô Tuế Nguyệt cũng tái mét, trong mắt lộ vẻ sợ hãi, rõ ràng là khi nãy cô ấy cũng bị tấn công. Diệp Quân nhìn về phía người phụ nữ bí ẩn, tỏ vẻ khó hiểu tiền bối, đây là... Người phụ nữ bí ẩn im lặng một lúc rồi nói, có người đang bảo vệ nàng. Diệp Quân nhíu mày, bảo vệ Bát Huyền. Người phụ nữ gật đầu, đúng thế. Diệp Quân hỏi, là ai? Người phụ nữ trầm giọng đáp, đại tỷ. Diệp Quân sửng sốt. Chân thần. Chân thần đang bảo vệ Bát Huyền. Diệp Quân im lặng. Người phụ nữ bí ẩn nhỏ giọng thở dài, rõ ràng mỗi lần Bát Huyền quên đi mọi thứ rồi tu luyện lại. Đại tỷ đều sẽ âm thầm bảo vệ cô ấy. Giọng nói của bà ấy rất phức tạp,
Diệp Quân trầm giọng nói, cho nên không thể tìm được kiếp sau của Bát Huyền ư. Người phụ nữ bí ẩn đáp, nói một cách nghiêm túc, dù là đời sau, thì việc tu luyện lại của cô ấy cũng không phải đầu thai chuyển kiếp bình thường. Dứt lời, bà ấy thở dài. Diệp Quân trầm giọng nói, còn có cách nào khác không? Người phụ nữ lắc đầu, không. Đại tỷ đã che giấu thiên cơ giúp cô ấy, với thực lực của ta hoàn toàn không thể phá vỡ nó. Diệp Quân chậm rãi siết chặt hai tay, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, người phụ nữ bí ẩn lại nói, người đừng nghĩ linh tinh, cũng đừng làm bậy, ta cảm thấy có lẽ Từ Kính biết cô ấy ở đâu. Diệp Quân nhíu mày, chấp kiếm nhân. Người phụ nữ đáp, đúng thế, vì cô ấy và Từ Kính là tỉ muội, chắc chắn Từ Kính biết. Diệp Quân bình tĩnh hỏi, người cảm thấy bà ta sẽ cho ta biết sao? Người phụ nữ bí ẩn ngẫm nghĩ, sau đó đáp, chắc là không đâu, bây giờ chắc chắn bà ta chỉ nghĩ cách phải làm thế nào để giết chết ngươi. Diệp Quân im lặng một lát rồi nói, tiền bối, còn có cách nào khác không? Người phụ nữ bí ẩn lắc đầu. Diệp Quân mở lòng bàn tay, bát của Bát Huyền xuất hiện trong tay hắn, hắn im lặng nhìn cái bát trong tay. Tiểu Tháp đột nhiên hỏi, từ bỏ sao? Diệp Quân đột nhiên ngẩng đầu, cha, chuyện này liên quan đến con dâu của cha, cha thật sự mặc kệ sao? Không ai đáp lại. Diệp Quân lại nói, ông nội, chuyện này liên quan đến cháu dâu của ông cũng không quan tâm à? Cũng không ai đáp lại. Diệp Quân đột nhiên nói tiếp, nàng đang mang thai, Dương gia có đời sau rồi. Oanh, oanh, hai khí thế mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện. Mọi người, có thai, Diệp Quân có thể chịu khổ hơn nữa, nhưng đời sau của Dương gia thì không, dù sao vẫn còn nhỏ, lỡ như động thai thì không tốt. Mà khi nghe Diệp Quân nói thế, người phụ nữ bí ẩn ở bên cạnh cũng ngớ người tại chỗ. Có thai, trong cơn sốc, người phụ nữ bí ẩn vô thức hỏi, các ngươi không dùng biện pháp an toàn à? Nghe lời này của người phụ nữ bí ẩn, Diệp Quân bối rối, biện pháp an toàn là gì? Người phụ nữ bí ẩn không nói gì. Thấy bà ấy im lặng, Diệp Quân cũng không hỏi thêm, hắn nhìn xung quanh thì cảm nhận được hai luồng hơi thở rất quen thuộc, một là của cha, một là của ông nội. Tuy nhiên, mặc dù hơi thở đã xuất hiện nhưng cả hai đều không hiện thân. Điều này khiến Diệp Quân hơi khó hiểu. Hơi thở đã tới mà người chưa tới là thế nào? Đúng lúc này, người phụ nữ bí ẩn lên tiếng, người đừng lo lắng, để ta thử lại. Nói rồi bà ấy xòe tay, một sức mạnh bí ẩn lan ra từ lòng bàn tay, dần dần nơi đây lại xuất hiện vô số đốm sáng nhỏ, mà dưới sự điều khiển của bà ấy, những đốm sáng nhỏ đó mau chóng ngưng tụ lại. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Quân chợt thấy hơi lo lắng. Dần ra, những đốm sáng nhỏ đó tụ lại thành một đốm sáng lớn chừng nắm đấm, sau đó một cảnh tượng hiện lên trước mắt Diệp Quân và người phụ nữ bí ẩn. Hơi mờ, không nhìn rõ lắm. Diệp Quân nhanh chóng bước đến bên cạnh bà ấy, hỏi tiền bối. Người phụ nữ bí ẩn im lặng một lúc lâu rồi phất tay áo, vô số đốm sáng đó phân tán, bà nhẹ giọng cất lời, ta biết cô ấy ở đâu rồi. Diệp Quân nhìn bà ấy, ở đâu? Người phụ nữ bí ẩn đáp, thôn thạch. Diệp Quân sững sờ. Thôn thạch? Sao Bát Huyền lại về nơi đó? Người phụ nữ bí ẩn từng nói trước đây mấy tỷ muội họ ở thôn thạch. Không nghĩ nhiều, Diệp Quân trầm giọng hỏi, tiền bối, làm sao để đến được thôn thạch? Bà ấy trả lời, ta thấy có lẽ chúng ta không thể đến đó được. Diệp Quân khó hiểu, vì sao? Người phụ nữ bí ẩn thở dài, đó là một nơi rất đặc biệt, nhóm thần linh mạnh nhất chân vũ trụ hiện tại hầu như đều đến từ thôn thạch, bao gồm cả chân thần, có thể nói đó là tổ địa của tất cả thần linh ở chân vũ trụ. Vì thế chân vũ trụ bảo vệ nơi đó cực kỳ nghiêm ngặt. Nếu là người khác có lẽ còn có thể tới, nhưng ngươi thì không. Thân phận của ngươi quá đặc biệt, ngươi đến đó bọn họ sẽ mặc định rằng ngươi muốn làm chuyện xấu gì đấy. Lúc ấy chắc chắn sẽ dấy lên một trận huyết chiến. Diệp Quân nói, chúng ta lén đến đó. Bà ấy bình tĩnh nói, ngươi nghĩ ngươi có thể lén đến được không? Chắc chắn bây giờ chân vũ trụ đang theo dõi ngươi mọi lúc mọi nơi. Diệp Quân im lặng một lúc rồi hỏi, tiền bối có cách gì không? Người phụ nữ bí ẩn nói có, nhưng phải chờ, lúc trước ta liên tục ra tay nên vết thương cũ tái phát, cần tĩnh dưỡng một thời gian. Diệp Quân vội nói, tiền bối,
cây thần tự nhiên có giúp ích cho người không? Bà ấy nói, đương nhiên là có, nhưng tác dụng không lớn lắm, vì thương thế của ta liên quan đến vũ trụ kiếp. Vũ trụ kiếp? Diệp Quân hơi thắc mắc, năm xưa tiền bối cũng tham gia trấn áp vũ trụ kiếp à? Người phụ nữ bí ẩn trả lời, ừm. Sau khi im lặng một hồi, Diệp Quân nói, vậy tiền bối vào tiểu tháp chữa trị đi. Người phụ nữ bí ẩn, được, ta chữa lành xong sẽ đưa ngươi đến thôn thạch. Còn về Bát Huyền thì ngươi không cần lo, thế gian này chẳng mấy ai có thể làm cô ấy bị thương được đâu. Diệp Quân khẽ gật đầu, mặc dù không cam lòng lắm nhưng bây giờ cũng chỉ có thể như vậy. Hắn gạt mọi suy nghĩ, xòe tay ra, một thanh ý kiếm từ từ ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn. Cảnh giới nhân tiên. Bây giờ cảnh giới của hắn đã tăng lên rất nhiều, thực lực đương nhiên cũng mạnh hơn trước, cho dù không dùng đến kiếm hành đạo, đánh với cảnh giới thần đế có lẽ cũng không còn là vấn đề nữa. Đánh đại đế thì có lẽ vẫn hơi khó khăn. Tuy nhiên nếu đánh với đại đế bình thường thì bây giờ hắn cũng không sợ, hắn vẫn có thể chiến đấu được. Ngay lúc này có tiếng bước chân vang lên từ phía sau, Diệp Quân quay người lại thì thấy một cô gái đi đến từ nơi không xa, chính là Nạp Lan Ca. Cô vẫn xinh đẹp như thế. Nhìn thấy Diệp Quân, Nạp Lan Ca mỉm cười, thấy huynh mãi không ra, muội không chờ được nữa nên chủ động đi vào. Không làm phiền đến huynh chứ. Diệp Quân chậm rãi đi đến trước mặt Nạp Lan Ca, cầm tay cô khẽ cười, sao có thể thế được. Nạp Lan Ca tiến lên phía trước, nhẹ nhàng ôm Diệp Quân, vùi đầu vào ngực hắn, khẽ nói, về là tốt rồi. Hai tay Diệp Quân từ từ ôm lấy vòng eo thon của Nạp Lan Ca. Nhẹ nhàng nói, thời gian này vất vả cho muội rồi. Nạp Lan Ca lắc đầu, không nói gì. Diệp Quân bỗng hỏi, "Tiểu ca, huynh có chuyện này muốn hỏi muội." Nạp Lan Ca ngẩng đầu nhìn Diệp Quân, cười hỏi, "Chuyện gì vậy?" Diệp Quân đang chuẩn bị nói thì Nạp Lan Ca đã nói trước, "Là chuyện phụ nữ phải không?" Diệp Quân sững người, nhìn vẻ mặt hắn, cô khẽ cười, "Muội cảm nhận được tim huynh đập rất nhanh." Diệp Quân gật đầu, có một số chuyện hắn vẫn không muốn giấu Nạp Lan Ca. Khi Diệp Quân đang định nói thì Nạp Lan Ca chợt bảo, chúng ta về thành hoang cổ Nam Châu một chuyến đi. Diệp Quân nhìn Nạp Lan Ca, cô ấy cười hỏi lại, được không? Nhìn Nạp Lan Ca gần ngay trước mắt, Diệp Quân im lặng rất lâu mới thì thầm, được. Nghe thấy lời của Diệp Quân, Nạp Lan Ca nở nụ cười rung động lòng người, cô ấy nép vào lòng Diệp Quân, hai người cứ thế ôm nhau. Ngày hôm sau, Diệp Quân và Nạp Lan Ca lên đường đến Nam Châu. Tộc Nạp Lan và Diệp tộc vẫn ở Nam Châu, tuy hai tộc có thể định cư ở vũ trụ Quan Huyên, nhưng họ không làm như vậy. Lý do chính là vì nền tảng của hai tộc vẫn còn quá tệ. Diệp Tiêu và Nạp Lan danh rất rõ ràng, bây giờ thực lực của Diệp tộc và tộc Nạp Lan ở vũ trụ Quan Huyên là vô cùng yếu, tuy có Nạp Lan Ca và Diệp Quân duy trì nhưng vẫn rất yếu. Mà thư viện Quan Huyên không phải nơi đơn giản, hai tộc lớn đến đây tuy không gặp nguy hiểm, nhưng người trong tộc sẽ rất dễ bị lợi dụng. Kể từ khi xác định thân phận của Nạp Lan Ca và Diệp Quân, người đến tộc Nạp Lan và Diệp tộc cầu hôn gần như đã đạp vỡ ngưỡng cửa của cả hai tộc. Quá điên cuồng. Hơn nữa hậu bối của hai tộc cũng bắt đầu nổi lên, làm việc ngông cuồng, điều này khiến Diệp Tiêu và Nạp Lan danh cảm nhận được nguy cơ, vì thế hai người quyết định ở lại Nam Châu. Từ từ phát triển. Đi quá nhanh dễ xảy ra vấn đề. Nhất là những người trẻ tuổi trong hai tộc, không tự nhìn nhận rõ bản thân, dễ bị người khác lợi dụng. Diệp Quân và Nạp Lan Ca về Nam Châu nhưng không phô trương, chỉ dẫn theo mấy người tông lão. Diệp Quân không về Diệp tộc mà theo Nạp Lan Ca về tộc Nạp Lan, hai người vừa đến cổng thì thấy Nạp Lan danh đã dẫn theo tất cả tộc nhân của tộc Nạp Lan đứng ở cửa nghênh đón. Nhìn thấy cảnh này Diệp Quân giật mình. Quay sang nhìn Nạp Lan Ca, cô ấy lắc đầu cười, muội cũng không biết. Diệp Quân mỉm cười, dẫn Nạp Lan Ca đến trước mặt nhóm Nạp Lan Danh, mà lúc này tất cả tộc nhân phía sau Nạp Lan Danh đều đã quỳ xuống. Nạp Lan Danh đứng đầu cũng định hành lễ nhưng bị Diệp Quân ngăn lại, hắn cười khổ, nhạc phụ đại nhân đừng như thế, con không nhận nổi. Nói rồi hắn lại nhìn mọi người của tộc Nạp Lan, đều là người một nhà, mọi người đừng đa lễ, mau đứng lên đi. Nghe Diệp Quân nói thế, trên mặt cường giả tộc Nạp Lan đều nở nụ cười, tất cả đều đứng dậy. Nạp Lan Danh nhìn Diệp Quân, cười nói, vào tộc rồi nói. Diệp Quân gật đầu, vâng.
Nói rồi hắn kéo tay Nạp Lan Ca đi theo Nạp Lan Danh đi vào phủ. Trong đại điện, Nạp Lan Danh nhìn Diệp Quân trước mắt, trên mặt đầy ý cười. Lúc này Diệp Quân đứng lên nhìn Nạp Lan Danh, nhạc phụ, theo như hôn ước thì con và tiểu ca nên sớm ngày thành hôn, nhưng vì nhiều chuyện mà gác lại, bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, vì thế con muốn nhanh chóng thành hôn với tiểu ca. Nghe những lời này của Diệp Quân, Nạp Lan Ca ở bên cạnh sững sờ. Mà các cường giả của tộc Nạp Lan đang có mặt lại vô cùng vui mừng, tuy danh phận của Nạp Lan Ca đã được xác định, nhưng dù sao cũng chưa chính thức thành thân với Diệp Quân. Vì thế họ vẫn lo lắng. Bởi vì nếu Diệp Quân thành thân với người phụ nữ khác trước thì địa vị của Nạp Lan Ca sẽ bị uy hiếp. Do đó tộc Nạp Lan cũng hy vọng Nạp Lan Ca và Diệp Quân có thể sớm ngày thành thân, mà chuyện này, họ là nhà gái đương nhiên không tiện chủ động đề cập. Họ không ngờ lúc này Diệp Quân quay về lại chủ động nhắc đến. Thật sự quá tốt rồi. Nghe Diệp Quân nói thế, Nạp Lan Danh cũng tươi cười, ông ấy hỏi, vậy con thấy khi nào thì hợp lý? Diệp Quân nói, 3 ngày sau ạ. Nạp Lan Danh hơi giật mình, có gấp quá không? Diệp Quân quay đầu nhìn Nạp Lan Ca vẫn luôn im lặng ở bên cạnh hỏi, con không muốn đợi thêm một giây nào nữa. Ha ha! Nghe câu này của Diệp Quân, Nạp Lan Danh bật cười lớn, những tộc nhân khác của tộc Nạp Lan cũng cười to. Trên mặt Nạp Lan Danh hiện lên vẻ ửng đỏ, cô ấy nhìn Diệp Quân mặt đầy ý cười, cũng có vẻ ngượng ngùng, thật sự đẹp không ai sánh bằng. Lúc này Nạp Lan Danh bỗng hỏi, tổ chức hôn lễ ở đâu? Diệp Quân quay lại nhìn Nạp Lan Ca, nghe tiểu ca ạ. Các cường giả của tộc Nạp Lan đều nhìn Nạp Lan Ca, cô ấy đứng dậy đi đến bên Diệp Quân đáp, ở tại thành hoang cổ này luôn đi được không? Diệp Quân cười, giống như huynh nghĩ. Thành hoang cổ. Hắn lớn lên ở đây, rất có cảm giác quê hương với nơi này. Do đó hắn cũng muốn thành thân ở đây. Nạp Lan Danh đứng dậy, cười to, sắp xếp đi. Sắp xếp đi. Nói rồi ông ấy đứng dậy rời đi. Những tộc nhân của tộc Nạp Lan cũng lần lượt rời đi, 3 ngày sau sẽ thành thân, việc này rất vội, đương nhiên tộc Nạp Lan cần mau chóng chuẩn bị. Lúc này, Diệp Quân chợt lấy chiếc túi vải nhỏ bên hông Nạp Lan Ca, hắn nhìn chiếc túi nhỏ trước mặt, khẽ thì thầm, mẹ ơi, con thành thân mẹ tới chủ trì được không? Túi vải nhỏ rung lên. Đột nhiên, thời không phía trên thành hoang cổ trách ra, một người phụ nữ chậm rãi đi ra, trong giây lát người phụ nữ đã xuất hiện trước mặt Diệp Quân và Nạp Lan Ca. Người tới chính là Tần Quan. Tần Quan nhìn Diệp Quân trước mặt, hắn cười gọi, mẹ. Nghe thấy lời của Diệp Quân, trong mắt Tần Quan dâng lên làn sương mù, để mẹ chuẩn bị, để mẹ chuẩn bị. Diệp Quân hỏi, cha con có đến không ạ? Tần Quan cười, ông ấy dám không đến. Diệp Quân bật cười lớn. Một lát sau Tần Quan rời đi, thời gian 3 ngày là rất ngắn, vì thế bây giờ bà phải chuẩn bị ngay. Con trai thành thân. Đương nhiên hôn lễ phải tổ chức thật lớn mới được. Hơn nữa còn phải cực kỳ lớn. Trong điện, Diệp Quân xòe tay nhìn Kiếm Hành Đạo, khẽ nói, chắc chắn ông nội sẽ đến, nhưng còn cô Tháp Gia, người nghĩ cô có đến không? Tiểu Tháp im lặng một lúc mới đáp, người có thể mời bà ấy. Diệp Quân do dự, nhìn Kiếm Hành Đạo trong tay, cô, con sắp thành thân rồi, người tới dự được không? Không có phản ứng. Diệp Quân hơi thất vọng. Lúc này Kiếm Hành Đạo khẽ rung lên. Thấy thế, trên mặt Diệp Quân hiện lên ý cười, hắn khá mong chờ cô, ông nội và cha tới dự hôn lễ của mình. Chuyện 3 ngày sau Diệp Quân thành thân lập tức lan khắp chư thiên vạn giới và các vũ trụ lớn. Diệp Quân bây giờ còn nổi tiếng hơn phụ thân, dù sao hắn cũng là vương của vũ trụ Quan Huyên, hơn nữa không lâu trước đó còn đánh với chân vũ trụ một trận. Sát phạt vào chân vũ trụ, toàn thân rút lui. Chỉ có thể nói là quá ngầu. Hơn nữa gần đây còn đánh nhau với tộc Bắc Thiên, quan trọng nhất là còn giành chiến thắng. Vô cùng dũng mãnh. Bắc Thiên giới. Sau khi cường giả của vũ trụ Quan Huyên và chân vũ trụ rút lui hết, cường giả của Bắc Thiên giới lại bước ra từ biên giới. Mà lúc này, sau khi bị vũ trụ Quan Huyên tàn sát, Bắc Thiên giới đã chỉ còn lại một mớ hỗn độn. Nét mặt các cường giả của tộc Bắc Thiên đều vô cùng khó coi. Thật sự vô cùng nhục nhã. Bắc Thiên đạo dẫn đầu ánh mắt cực kỳ lạnh, không biết ông ta đang nghĩ gì. Lúc này, một ông lão đột nhiên xuất hiện,
ông ta cúi đầu thật sâu trước Bác Thiên Đạo rồi nói, tộc trưởng, vừa có tin nói 3 ngày sau Diệp Quân sẽ thành thân. Bác Thiên Đạo nhíu mày, ngạc nhiên hỏi lại, thành thân. Ông lão gật đầu, đúng thế. Bác Thiên Đạo hỏi, ở đâu? Ông lão đáp, ở Nam Châu. Bác Thiên Đạo cau mày, không phải ở chiến trường Hư Chân à? Ông lão lắc đầu, không ạ. Bác Thiên Đạo lại nheo mắt, một lúc sau ông ta cười, đúng là ông trời cũng giúp ta. Nhóm cường giả nhìn Bác Thiên Đạo với vẻ khó hiểu. Bác Thiên Đạo cười giải thích, ngày hôm đó chắc chắn cường giả của vũ trụ Quan Huyên sẽ trấn thủ ở chiến trường Hư Chân để đề phòng chân vũ trụ, cũng có nghĩa là cường giả ở Nam Châu chắc chắn sẽ rất ít, nếu chúng ta đột kích. Nói rồi trên mặt ông ta nở nụ cười lạnh lẽo. Lúc này một cường giả của tộc Bác Thiên lên tiếng, tộc trưởng, vũ trụ Quan Huyên không đơn giản, chúng ta có nên thận trọng một chút không? Bác Thiên Đạo bình tĩnh nói, ngươi sợ à? Nét mặt cường giả tộc Bác Thiên đó thay đổi, ông ta vội nói, không không. Bác Thiên Đạo lạnh lùng nhìn cường giả đó rồi bảo, thù của tộc nhân phải báo, huyết mạch phong ma của Dương tộc, tộc Bác Thiên ta cũng phải có. Cường giả đó không dám phản đối, vội vàng gật đầu, vâng. Bác Thiên Đạo nói tiếp, người đâu, gọi 10 Tuế Nguyệt Đại Đế dậy, lần này chúng ta phải giải quyết hết vũ trụ Quan Huyên luôn, cho chúng chết hết cùng với nhau. Nói rồi ông ta quay đầu nhìn về phía vũ trụ Quan Huyên, ánh mắt lạnh lẽo, lần này ta muốn cho vũ trụ Quan Huyên của hắn một bất ngờ lớn, để hôn lễ của hắn biến thành tang lễ. Thư viện Quan Huyên công bố ngày cưới của Diệp Quân, cả vũ trụ Quan Huyên lập tức trở nên bận rộn. Diệp Quân kết hôn. Đây là chuyện ưu tiên hàng đầu của vũ trụ Quan Huyên. Quan trọng nhất là người tổ chức hôn lễ lần này là Tần Quan. Các chủ đời đầu của Tiên Bảo Các. Mà Tần Quan trở về, cả Tiên Bảo Các cũng bắt đầu hoạt động với tốc độ cao. Đương nhiên bà phải tổ chức đám cưới cho con trai thật hoành tráng. Nam Châu, thành hoang cổ. Ban đêm, bầu trời đầy sao. Diệp Quân và Nạp Lan Ca chậm chậm đi bộ trên đường phố, bởi vì đang là giữa mùa hè nên tiếng côn trùng vang lên ở khắp nơi, nối tiếp nhau vô cùng náo nhiệt. Diệp Quân nắm tay Nạp Lan Ca, hai người chậm rãi đi về phía xa. Diệp Quân nhẹ giọng nói, đi dạo một vòng lại trở về nơi này. Nạp Lan Ca quay đầu nhìn Diệp Quân, cười bảo, nếu cho huynh và muội ở ẩn cùng nhau ở đây cả đời, huynh có đồng ý không? Diệp Quân gật đầu, trả lời không chút do dự, đồng ý. Nạp Lan Ca dừng bước, nhìn Diệp Quân không nói gì. Diệp Quân lại nói, thật sự rất muốn. Nạp Lan Ca nhìn Diệp Quân một lúc khẽ mỉm cười, sau đó kéo hắn đi về phía xa. Nạp Lan Ca cười, bây giờ muội vẫn còn nhớ cảnh huynh đến nhà muội hủy hôn đấy. Nhưng mà tại sao khi đó huynh lại muốn hủy hôn vậy? Nghe Nạp Lan Ca nhắc về chuyện quá khứ, Diệp Quân nở nụ cười, vì khi đó đột nhiên huynh mất tu vi, trở thành một người bình thường. Huynh vô cùng mờ mịt về tương lai, vì thế không muốn liên lụy đến muội, đương nhiên huynh cũng muốn sống tùy tiện một phen, để mặc mọi chuyện. Nạp Lan Ca lắc đầu cười, giống như muội nghĩ. Diệp Quân nhìn Nạp Lan Ca, tại sao khi đó muội lại không đồng ý? Cô ấy cười đáp, chỉ đơn thuần là cảm thấy không nên bỏ đá xuống giếng khi huynh đang chạm đáy cuộc đời thôi. Diệp Quân hỏi, nghĩa là khi đó muội cũng không thích huynh phải không? Nạp Lan Ca lườm Diệp Quân, huynh thật sự cho rằng mình đẹp trai đến nỗi tất cả các cô gái đều không kìm lòng được đấy à? Diệp Quân cười ngược, không nói gì. Nạp Lan Ca lại nói, nhưng muội thật sự có ấn tượng tốt với huynh, tuy ở vực thẳm cuộc đời nhưng không nóng vội, bộp chộp, cũng không hận đời. Diệp Quân cười khẽ, có lẽ khi ấy muội cũng chưa từng nghĩ sau này chúng ta sẽ thật sự ở bên nhau đúng không? Nạp Lan Ca gật đầu, đúng thế. Diệp Quân nắm chặt tay Nạp Lan Ca, không nói gì nữa. Nạp Lan Ca lại đột nhiên lên tiếng, huynh còn nhớ lời huynh và Tịch Huyền cô nương nói không? Tịch Huyền. Diệp Quân sửng sốt. Hắn nhìn Nạp Lan Ca với vẻ không hiểu. Nạp Lan Ca siết chặt tay hắn, cười đáp, khi muội luyện kiếm phần lớn thời gian đều tỉnh táo. Diệp Quân cúi đầu im lặng. Nạp Lan Ca nhìn Diệp Quân, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống, tuy có nước mắt nhưng cô ấy lại cười, Tịch Huyền cô nương nói nếu huynh cũng thích cô ấy có thể cho huynh điều tốt nhất trên đời. Nhưng đồ ngốc nhà huynh lại từ chối, nếu là muội thì muội đã nghe theo cô ấy rồi. Nếu như trước đây chỉ là ấn tượng tốt,
vậy thì lần đó mới là tình cảm sâu đậm thật sự của cô. Diệp Quân nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Nạp Lan Ca, nhẹ giọng nói, huynh có chuyện muốn nói với muội. Dường như biết Diệp Quân định nói gì, Nạp Lan Ca lập tức lắc đầu, để sau rồi nói đi. Diệp Quân nhìn Nạp Lan Ca, muội biết huynh định nói gì phải không? Nạp Lan Ca cười khẽ, bát huyền cô nương. Diệp Quân giật mình. Nạp Lan Ca khẽ lắc đầu, muội là các chủ tiên bảo các, phụ trách tổ chức tình báo lợi hại nhất vũ trụ quan huyên chúng ta, huynh có thể giấu được muội chuyện gì? Diệp Quân im lặng. Xong rồi. Thê tử của mình trở thành người đứng đầu cơ quan tình báo, đây không phải chuyện tốt nha. Nạp Lan Ca không nói gì nữa, cô kéo Diệp Quân đi về phía hồ, sao phản chiếu trong hồ giống như bầu trời sao treo ngược, vô cùng đẹp mắt. Hai người chậm rãi đi bên hồ, cả hai đều không nói. Nạp Lan Ca lên tiếng trước tiên, bát huyền cô nương ở thôn Thạch. Diệp Quân nhìn Nạp Lan Ca với vẻ thẳng thốt. Nạp Lan Ca cười, muội nhờ mẹ điều tra giúp muội. Tần quan. Diệp Quân rất bất ngờ. Nạp Lan Ca quay đầu nhìn nước hồ, khẽ nói, muội đã phái người đi tìm cô ấy giúp huynh, nhưng nơi đó rất đặc biệt, người của muội không vào được vì có cường giả thần linh chấn giữ. Diệp Quân cầm tay Nạp Lan Ca mà khẽ run, hơi luống cuống tay chân. Nếu Nạp Lan Ca mắng hắn thì hắn còn thấy dễ chịu một chút. Nạp Lan Ca quay đầu nhìn Diệp Quân đang luống cuống không biết làm sao trước mặt, cô ấy lắc đầu cười, khẽ nói, muội chỉ có một yêu cầu thôi. Diệp Quân nhìn Nạp Lan Ca, cô ấy nghiêm túc nói, nếu một ngày nào đó huynh không còn thích muội nữa thì xin hãy nói cho muội biết. Huynh yên tâm, muội sẽ giữ mặt mũi mà rời đi, không quấn lấy huynh đâu. Diệp Quân nhẹ nhàng ôm Nạp Lan Ca vào lòng, huynh sẽ chỉ có một lúc không thích muội thôi. Nạp Lan Ca siết tay lại, hỏi, lúc nào? Diệp Quân khẽ đáp, khi huynh không còn thở nữa. Nạp Lan Ca ngẩn ra. Tiểu tháp. Trong tiểu tháp, người phụ nữ bí ẩn bỗng nói, người xưa thường nói kẻ có học là phong lưu nhất, xem ra đúng là không sai, đàn ông đọc sách nếu trở nên phong lưu thì có cô gái nào chống cự được. Tiểu tháp không nói gì. Chuyện nam nữ thì liên quan gì đến tòa tháp như nó. Bên hồ. Diệp Quân kéo Nạp Lan Ca đi về phía xa. Hai người đã lâu không gặp, dường như có vô số chuyện muốn nói, nhưng phần lớn là Diệp Quân nói, Nạp Lan Ca nghe. Diệp Quân kể cho Nạp Lan Ca nghe chuyện xảy ra bên ngoài, cô ấy chỉ im lặng lắng nghe. Thật ra vì có Âm U ở đây nên cô ấy đều biết rõ những chuyện của Diệp Quân ở ngoài. Nhưng cô ấy vẫn thích nghe Diệp Quân kể. Dọc đường đi, Diệp Quân nắm chặt tay Nạp Lan Ca. Hai người cứ thế trò chuyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã tới bình minh. Diệp Quân và Nạp Lan Ca nằm trên một tảng đá lớn, Nạp Lan Ca gối đầu lên cánh tay Diệp Quân, hai mắt hơi nhắm lại, ngũ quanh thanh tú không tì vết. Bây giờ là ban ngày, không được làm thế. Trên bầu trời phía xa, vầng dương màu đỏ từ từ nhô lên. Lúc này Diệp Quân chậm chậm mở mắt, Nạp Lan Ca trong lòng hắn cũng chậm rãi mở mắt. Cô nhìn mặt trời đỏ rực nơi chân trời phía xa, sau đó cọ đầu vào ngực hắn, khẽ nói, huynh tỉnh rồi à? Diệp Quân gật đầu, ừm. Nạp Lan Ca bỗng ngẩng đầu nhìn Diệp Quân, trong mắt thoáng qua vẻ danh mãnh, sao huynh thành thật thế? Diệp Quân sửng sốt. Nạp Lan Ca chớp mắt, muội còn tưởng huynh sẽ làm gì đó chứ? Giờ phút này, cô không phải chủ mẫu của vũ trụ quan huyên, không phải các chủ của tiên bảo các. Hai thân phận này mang lại cho cô danh dự và quyền lực tối cao, nhưng đồng thời cũng là xiềng xích. Mà lúc này không có người ngoài, chỉ có Diệp Quân, vì thế cô có thể làm chính mình. Diệp Quân kéo Nạp Lan Ca dậy bảo, chúng ta đến Diệp tộc thôi. Sau khi đến thành hoang cổ, hắn vẫn chưa về Diệp tộc, như vậy là không được. Nạp Lan Ca gật đầu, được. Hai người đứng dậy rời đi, không lâu sau đã tới Diệp tộc. Vừa đến cổng Diệp Phủ, một thị vệ của Diệp Phủ nhìn thấy Diệp Quân và Nạp Lan Ca thì nhảy dựng lên cái đệch. Vẻ mặt Diệp Quân cứng đờ. Nạp Lan Ca cũng nở nụ cười quyến rũ. Thị vệ kia quay người chạy đi. Rất nhanh toàn bộ Diệp tộc đều nháo nhào, một lát sau Diệp Tiêu dẫn một nhóm cường giả Diệp tộc tới cửa. Khi nhìn thấy Diệp Quân, các cường giả của Diệp tộc đều hưng phấn, Diệp Tiêu đi đầu cũng nở nụ cười. Diệp Tiêu đang định dẫn đầu tộc nhân Diệp Tiêu hành lễ thì lúc này một luồng kiếm khí kéo tộc nhân Diệp tộc lại.
Diệp Quân nhìn Diệp Tiêu đi đầu, cười, tộc trưởng đừng như vậy. Diệp Tiêu cười, được, đi, vào trong nào. Diệp Quân gật đầu, vâng. Diệp Tiêu dẫn Diệp Quân và Nạp Lan Ca vào nhà thờ tổ Diệp tộc, Diệp Quân chần chừ rồi nói, tộc trưởng, ông không định để con làm tộc trưởng nữa chứ. Diệp Tiêu cười, sao thế được? Làm tộc trưởng Diệp tộc. Ông cũng muốn lắm. Nhưng bây giờ không thể, Diệp Quân là vương của vũ trụ Quan Huyên. Diệp Tiêu cười, chẳng phải con và tiểu ca chuẩn bị thành hôn sao? Diệp Quân gật đầu, đúng thế. Diệp Tiêu cười khẽ, chuyện của con là chuyện của Diệp tộc ta, con thành thân đương nhiên cũng phải thông báo cho tiên tổ Diệp tộc ta. Nói rồi ông đi sang một bên, thắp ba cây nhang rồi cúi đầu thật sâu trước linh bài tiên tổ Diệp tộc. Mà lúc này, Diệp Quân cũng đi tới trước mặt Diệp Tiêu, cầm ba cây nhang đang định hành lễ thì Diệp Tiêu ngăn lại, ông nhìn Diệp Quân, tiểu quân, thân phận của con. Diệp Quân cười, con là người của Dương tộc, cũng là người của Diệp tộc. Nói rồi hắn cầm ba cây nhang lên cúi đầu thật sâu trước tiên tổ của Diệp tộc, tổ tiên Diệp gia xin hãy che chở cho con. Rắc rắc, đột nhiên mấy chục linh bài nứt ra. Diệp Quân ngẩn người. Người của Diệp tộc cũng sửng sốt. Gì thế này? Diệp Quân hoàn toàn chết lặng. Hắn không hề làm bừa. Lúc này tiểu tháp chợt nói, bọn họ bảo vệ ngươi cái quái gì? Họ không gánh nổi nhân quả của ngươi. Diệp Quân hơi xấu hổ. Người của Diệp tộc nhìn nhau, đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Diệp Quân do dự, cắm ba cây nhang vào lư hương rồi lại nói, chư vị tiên tổ, con không cần mọi người bảo vệ nữa đâu. Mọi người cứ yên nghĩ. Mọi người. Một lúc sau, trong điện chỉ còn lại Diệp Quân, Nạp Lan Ca và Diệp Tiêu. Diệp Tiêu nhìn hai người trước mặt, nở nụ cười vui vẻ. Mối hôn sự này do ông định ra. Thấy hai người cuối cùng cũng tu thành chính quả, đương nhiên ông rất vui. Diệp Tiêu chợt hỏi, Diệp Khải. Diệp Quân cười đáp, Diệp Khải đệ tu luyện ở thư viện, bây giờ đã đạt tới cảnh giới chí tiên rồi ạ. Chí tiên. Diệp Tiêu chấn động, dường như nghĩ tới gì ông lắc đầu cười, phải công nhận rằng Diệp gia vẫn rất may mắn. Có Diệp Quân và Diệp Khải. Hơn nữa hai huynh đệ của thế hệ này rất hòa thuận, không đấu đá nội bộ. Diệp Quân đột nhiên nói, tộc trưởng, ngày con và tiểu ca thành thân, ông nhất định phải tới đó nha. Diệp Tiêu cười ha hả, đương nhiên. Đúng lúc này, một cường giả của Diệp tộc chạy vào nhà thờ tổ. Run rẩy nói, tộc trưởng, bên ngoài, có rất nhiều người. Diệp Tiêu cau mày. Giờ này còn có người dám tới gây sự với Diệp tộc. Đông người tới quá. Diệp Quân dẫn theo Nạp Lan Ca đi tới nhà thờ tổ. Vào lúc này, bên ngoài Diệp tộc đã có mấy chục nghìn người. Thấy quá đông người đến, Diệp Quân và Nạp Lan Ca đều bất ngờ sửng sốt. Tất cả đều là người của Tiên Bảo Các. Và người cầm đầu chính là Tần Phong. Trông thấy Diệp Quân, Tần Phong cười lớn, bước tới trước mặt Diệp Quân và Nạp Lan Ca. Diệp Quân hỏi, Tần huynh, thế này là sao? Tần Phong cười cười, hỏi lại, huynh không biết à? Diệp Quân nhìn y đầy nghi hoặc. Tần Phong lại cười nói, nơi mà huynh thành hôn chính là Diệp tộc. Diệp tộc. Diệp Quân sửng sốt cả người. Tần Phong lại nói, Tần các chủ đã hạ lệnh, mở rộng Diệp tộc. Không chỉ mở rộng kiến thiết Diệp tộc mà còn mở rộng xây dựng toàn bộ thành hoang cổ. Mở rộng xây dựng toàn bộ thành hoang cổ. Diệp Quân thoáng do dự giây lát rồi nói, kịp sao? Tần Phong cười lớn, đương nhiên. Diệp Quân cũng cười cười, bảo, hiện mẫu thân đang ở đâu? Tần Phong đáp, Tần các chủ đang bận lắm, đến lúc đó sẽ tặng cho huynh và Nạp Lan các chủ một niềm vui bất ngờ thật lớn. Niềm vui bất ngờ. Diệp Quân và Nạp Lan Ca đều cười. Tần Phong lại bảo, hai người trò chuyện đi, ta còn có việc phải làm. Diệp Quân nói, được. Đoạn, hắn dẫn Nạp Lan Ca rời nơi đó. Ra khỏi Diệp tộc, Diệp Quân cùng Nạp Lan Ca mới phát hiện, khắp thành hoang cổ đều đang khởi công xây dựng. Số lượng người tham gia tối thiểu cũng phải 100.000 người. Chưa dừng ở đó, ngoài kia vẫn còn vô số cường giả của Tiên Bảo Các đang rầm rộ tiến về. Đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả như thế, người trong thành hoang cổ vô cùng khiếp sợ. Khi Tiên Bảo Các tiến hành dỡ bỏ và kiến thiết lại, có rất nhiều thế lực và người dân của thành hoang cổ đều tỏ ý bất mãn và phản đối, nhưng chẳng bao lâu sau, tất cả đều hài lòng, thậm chí còn chủ động hỗ trợ dỡ bỏ.
nguyên nhân là vì tiên bảo các trả thù lao rất cao. Hơn nữa, sau khi tái kiến thiết, bọn họ vẫn có thể ở lại nơi này. Thế này coi như là tiên bảo các xây dựng lại nhà cửa cho họ, đồng thời còn trả rất nhiều tiền cho họ nữa. Vậy thì còn lý do gì để từ chối? Cho nên, trong quá trình dỡ bỏ và kiến thiết lại, người dân của thành hoàng cổ còn nhiệt tình hơn cả tiên bảo các. Sau khi rời khỏi Diệp tộc, Diệp Quân và Nạp Lan Ca quyết định tới thư viện Quan Huyên. Hai người không sử dụng trận pháp dịch chuyển mà ngự kiếm tới đó. Trên mây cao, Diệp Quân ngự kiếm lướt đi, trước mặt hắn là Nạp Lan Ca. Tay Diệp Quân vẫn giữ chặt bên hông Nạp Lan Ca, ngự kiếm xé tầng mây, sau lưng hai người, trốn cũ dần nhỏ lại. Nạp Lan Ca nhìn biển mây xa xa, khẽ cười và nói, đã lâu không được gặp sư phụ nhỉ. Diệp Quân cũng mỉm cười, trước đây sư phụ còn nói muốn làm chủ hôn cho chúng ta đấy. Nạp Lan Ca lắc đầu tủm tỉm cười, tay nắm chặt tay Diệp Quân, nhẹ nhàng nói, lần này chúng ta thành hôn, chân vũ trụ với vũ trụ Bác Thiên. Diệp Quân trấn an, không sao đâu, đã có cha mẹ ở đây rồi. Nạp Lan Ca gật đầu, không nói gì thêm. Có cha mẹ rồi, quả thực cô cũng không cần lo lắng làm gì. Chân vũ trụ. Bên trong chân thần điện, hôm nay, đa số cường giả của chân vũ trụ đều đã tụ tập về. Người đứng đầu là tả tướng và võ tướng. Tất nhiên chân vũ trụ đã biết chuyện Diệp Quân của vũ trụ Quan Huyên sắp thành thân, hôm nay bọn họ tập hợp ở nơi này cũng là để thảo luận chuyện đó. Tả tướng đột nhiên nói, mọi người cho ý kiến đi. Một vị đại đế nói, việc này, ta nghĩ chúng ta không cần phải tham dự. Tả tướng nhìn về phía vị đại đế kia, hãy nói tỉ mỉ hơn. Đại đế trầm giọng, mặc dù vũ trụ Quan Huyên và chúng ta là kẻ thù không đội trời chung nhưng loại hành vi như đánh lén trong lúc người ta thành hôn thì có hơi trơ trẽn quá. Những cường giả thần linh còn lại cũng gật gù, đường đường chính chính đối mặt với vũ trụ Quan Huyên, bọn họ không phản đối, nhưng đánh lén vào những thời điểm như thế này thì như thể chân vũ trụ bọn họ không dám đấu trực diện nên phải chơi hèn vậy. Lúc này, âm thần đột nhiên nói, có lẽ chúng ta nên đánh giá lại vũ trụ Quan Huyên. Các thần linh nhìn về phía âm thần trầm ngâm nói, trước kia chúng ta chưa từng đánh giá cao vũ trụ Quan Huyên, chính vì vậy, chúng ta mới tổn thất cực nặng trong lần đối đầu trước đó. Nghe vậy, các vị thần linh đều gật đầu. Quả thật, sau khi cường giả của dương tộc vũ trụ Quan Huyên xuất hiện, chân vũ trụ hoàn toàn không kịp trở tay, bị đánh tan tác. Bọn họ đã đánh giá thấp vũ trụ Quan Huyên. Tả tướng đột nhiên nói, việc này là trách nhiệm của ta. Các thần linh nhìn tả tướng khẽ nói, chúng ta không chỉ đánh giá thấp thế hệ cường giả trước của vũ trụ Quan Huyên mà còn đánh giá thấp Diệp Quân. Diệp Quân, nghe đến cái tên này, sắc mặt âm thần lập tức lạnh buốt. Đám thần linh còn lại cũng nhăn mặt, chuyện Diệp Quân với cô gái váy đỏ kia đánh thẳng vào chân thần điện, bọn họ còn chưa quên. Cũng chính lần đó, thế hệ trẻ của chân vũ trụ đã tổn thất cực lớn. Ngay cả cường giả đầu bảng Hạo Huyên cũng chết trong trận ấy. Tổn thất đó thực sự quá lớn. Tả tướng lại nói, chuyện giữa chúng ta và vũ trụ Quan Huyên có lẽ mới chỉ là bắt đầu, nên ta quyết định, từ giờ trở đi, chân vũ trụ chúng ta tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh toàn diện. Bước đầu tiên là dốc toàn lực bồi dưỡng thế hệ trẻ, một số lớn bí cảnh của chân vũ trụ chúng ta từ nay mở cửa cho phép toàn bộ thanh niên đi vào tìm kiếm cơ hội. Các thần linh gật gù tán thành. Tả tướng lại tiếp tục, ngoài ra, mở chế độ khen thưởng, những người đạt tới cảnh giới tuế nguyệt tiên trước 20 tuổi sẽ được thưởng 1000 vạn linh nguyên. Trước 20 tuổi đạt tới cảnh giới thần đế được thưởng 5000 vạn linh nguyên. Nếu có thể đạt tới cảnh giới đại đế trước 20 tuổi thì được thưởng 100 triệu linh nguyên cùng 100 vạn chân nguyên, đồng thời cho phép gia nhập một trong ba quân đoàn lớn nhất. Mọi người nghe nói thế đều chấn động. Gia nhập một trong ba quân đoàn lớn nhất. Ba quân đoàn lớn nhất chính là quân cận vệ, chư thần hoàng hôn vệ và quân viễn chinh. Ba quân đoàn này chính là giấc mộng của vô số thần linh ở chân vũ trụ. Đám thần linh đứng giữa sân trầm tư nhìn nhau. Bọn họ biết, tả tướng muốn gom tất cả mọi thiên tài về chân thần điện. Chân vũ trụ là một thể thống nhất, nhưng cũng như vũ trụ Quan Huyên, nội bộ chân vũ trụ cũng có rất nhiều thế lực và gia tộc lớn nhỏ, những thế lực này. Tuy ngoài mặt vẫn nghe theo mệnh lệnh của chân thần điện nhưng thực tế, bọn họ cũng có những tính toán riêng. Những thế lực đó đều có thiên tài kiệt xuất của mình.
Hiện nay, tả tướng muốn gom toàn bộ những thiên tài kiệt xuất đó về chân thần điện, điều này chắc chắn sẽ mâu thuẫn với mong muốn của các tông môn và gia tộc kia. Nghĩ đến đó, một số thần linh bắt đầu lo lắng. Âm thần cất tiếng nói, chỉ sợ có vài thế lực sẽ không hài lòng. Tả tướng kiên định nói, vậy diệt đi. Đám thần linh bên dưới sửng sốt. Tả tướng lạnh nhạt nói, những năm gần đây, các thế gia và tông môn này vòi vĩnh chiếm đoạt không ít lợi từ chân thần điện rồi, nếu đến lúc cần cống hiến sức lực mà bọn họ không muốn thì còn giữ lại làm gì? Các vị thần linh đều trầm mặc. Tả tướng tiếp tục nói, cứ lấy danh nghĩa chân thần phát lệnh đi, nói cho bọn họ biết, thiên tài trong gia tộc bọn họ không chỉ là thiên tài của họ mà còn là thiên tài của toàn bộ chân vũ trụ chúng ta. Nếu đồng ý cống hiến sức lực cho chân vũ trụ thì chân thần điện sẽ dốc hết tâm sức bồi dưỡng, không bạc đãi ai. Nói đoạn, tả tướng thong thả đứng lên, yên tâm đi, bọn họ sẽ không phản đối. Các vị thần linh nhìn về phía tả tướng, tả tướng ngộ ại nói, ta có một ý tưởng thế này, chúng ta có thể mở rộng phạm vi tuyển thiên tài ra toàn bộ chư thiên vạn giới. Nghe vậy, các vị thần linh có mặt đều ngây người. Chư thiên vạn giới chính là những thế giới mà chân vũ trụ đang nô dịch. Tả tướng tiếp tục, chỉ cần có thiên tài được chân vũ trụ tuyển nhận, không chỉ bản thân thiên tài được chân vũ trụ chúng ta bồi dưỡng phát triển mà cả tộc đó cũng có thể được miễn tiến cống. Không những thế, chỉ cần đạt tới tiêu chuẩn và yêu cầu nhất định, tộc đó có thể chuyển vào chân vũ trụ, được hưởng phúc lợi đặc thù của các chủ. Các thần linh trong điện đều trầm ngâm. Tả tướng liếc nhìn họ một lượt, nói tiếp, nếu chúng ta không làm vậy, vũ trụ quan huyên cũng sẽ làm vậy, à không, bọn họ đã làm vậy rồi. Bởi thế, để tránh cho chư thiên vạn giới đều hướng về vũ trụ quan huyên, ta quyết định cần phải tỏ thiện ý với chư thiên vạn giới, ưu thế của chúng ta đang lớn hơn vũ trụ quan huyên, chỉ cần chúng ta chủ động chia tay ra, chắc chắn chư thiên vạn giới sẽ cầm lấy. Võ tướng đột nhiên lên tiếng, ta tán thành. Âm thần cũng nói, như thế. Những gia tộc và tông môn trong chân vũ trụ chúng ta sẽ có cảm giác bị đe dọa đến địa vị, bọn họ sẽ dốc sức tỏ thiện chí và dựa vào chân thần điện chúng ta. Tả tướng gật đầu, đúng thế. Âm thần gật gù, ta đồng ý. Những vị thần linh còn lại cũng gật đầu tỏ ý tán thành. Công bằng mà nói, quả thực họ không quá coi trọng chư thiên vạn giới, có thể nói là dù chư thiên vạn giới tụ chung một chỗ cũng không thể tạo thành mối đe dọa đến chân vũ trụ, nhưng bọn họ cũng biết. Nếu chân vũ trụ không chịu tỏ thiện chí với chư thiên vạn giới thì nhất định chư thiên vạn giới sẽ dần nghiêng về phía vũ trụ quan huyên. Nếu không có vũ trụ quan huyên, bọn họ có thể tiếp tục coi thường chư thiên vạn giới, nhưng giờ đây, vũ trụ quan huyên đã xuất hiện, để tránh viễn cảnh bị toàn bộ vũ trụ coi là địch, chân vũ trụ cần có một số thay đổi phù hợp. Lúc này, tả tướng lại lên tiếng, chư thế hệ trẻ, chúng ta cũng có thể mời chào cả cường giả của thế hệ trước trong chư thiên vạn giới. Đương nhiên, chúng ta chỉ tuyển nhận những cường giả có thiên phú cực tốt, chỉ cần đồng ý gia nhập chân vũ trụ, chúng ta sẽ giúp họ tăng thực lực lên mức cao nhất của mình. Nghe nói đến đây, đám thần linh có mặt đều hơi chấn động. Trong chư thiên vạn giới, chắc chắn thế hệ trẻ hay thế hệ trước đều sẽ có những cá nhân cực kỳ xuất sắc, ví dụ như Vĩnh Hằng Kiếm Chủ hay Bất Khuất Đại Đế. Có một số người tài chỉ có thành tựu hạn chế chủ yếu là do hoàn cảnh sinh trưởng không thích hợp. Nền văn minh võ đạo nơi thế giới bọn họ sinh sống phần lớn đều ở mức thấp. Nhưng nếu chân vũ trụ sẵn lòng giúp đỡ họ, bọn họ hoàn toàn có thể nâng cao một bước. Động thái này có thể đem đến cho chân vũ trụ vô số cường giả siêu cấp. Quả là một kế hay. Âm thần và các vị thần linh nhìn về phía tả tướng, ánh mắt hết sức phức tạp. Hiện giờ họ đã biết vì sao chân thần lại để tả tướng toàn quyền xử lý những sự vụ trong chân vũ trụ. Tả tướng nhìn sang võ tướng, việc này giao cho võ tướng tiến hành, phải thật nhanh, nếu trong chân vũ trụ có thế lực nào dám ngăn cản, giết không tha. Võ tướng gật đầu, đã hiểu. Nói đoạn, ông ta đứng dậy rời khỏi đó. Tả tướng lại nhìn sang âm thần, có chuyện này cần ngươi đích thân làm. Âm thần hỏi, chuyện gì? Tả tướng thong thả nói, lần này Diệp Quân thành hôn, chân vũ trụ chúng ta không ra tay. Nhưng tộc Bác Thiên chưa chắc đã như vậy. Thực lực của Bác Thiên Đạo tuy vô cùng hùng mạnh nhưng cũng là một kẻ cực kỳ tự phụ, ông ta vừa mới chuyển thế, còn chưa nắm rõ thực lực của vũ trụ quan huyên, dựa theo tính cách của ông ta, có lẽ cũng sẽ không bỏ công tìm hiểu, nên ta cho rằng lần này ông ta nhất định sẽ gây chuyện. Nói đến đó,
tà tướng dừng lại một lát mới tiếp tục, người dẫn một đội cường giả đến chiến trường hư chân phô trương thanh thế, mang nhiều người chút, làm cho thật khí thế vào, nhưng đừng đánh, như vậy, bác thiên đạo thấy chúng ta có hành động, nhất định sẽ gạt bỏ hoàn toàn những đề phòng cuối cùng và kiên định tập kích vũ trụ quan huyên. Âm thần gật đầu, đã hiểu. Nói đoạn, âm thần cũng rời khỏi đó. Tả tướng chậm rãi nhắm mắt, ba nước giao chiến, kẻ ngu xuẩn nhất sẽ chết trước. Các vị thần linh, tại Nam Châu, trong thư viện quan huyên, biết tin Nạp Lan Ca cùng Diệp Quân sắp về tới thư viện quan huyên, khắp nơi trong thư viện như sôi sục. Diệp Quân, người thanh niên đó sắp trở về rồi. Thực ra, trước khi thân phận của Diệp Quân được công khai, hắn cũng đã tạo được uy vọng cực lớn trong thư viện quan huyên. Lý do thật dễ hiểu, vì hắn từng đại diện cho thư viện quan huyên đánh bại Thanh Châu Kiêu Ngạo, có thể nói, khi đó Diệp Quân đã trở thành vị thần trong lòng thế hệ trẻ của Nam Châu. Đánh bại Thanh Châu, giành được vị trí cao nhất, đó là những chuyện mà trước giờ Nam Châu chưa ai làm được, nhưng Diệp Quân đã làm được rồi. Cũng chính bởi vậy, chỉ cần là người Nam Châu, ra ngoài đều có thể vỗ ngực tự hào về quê hương mình. Toàn bộ thế hệ trẻ của Nam Châu đều dần trở nên tự tin. Sau khi biết thân phận thật sự của Diệp Quân, uy vọng của hắn càng leo lên một độ cao chưa từng có. Khi biết Diệp Quân và Nạp Lan Ca sắp về tới, toàn bộ học viên của Thư viện Quan Huyên ở Nam Châu đều ra cửa thư viện chờ từ sớm, từ đại trưởng lão tới tạp dịch cùng ra đón chào cùng. Ngoài cửa thư viện, mấy chục nghìn người tụ tập, cùng ngước mắt trông đợi về phía chân trời. Người đứng đầu học viện là viện trưởng Chu Phu cũng đang khá kích động, Diệp Quân nay chính là viện trưởng của Thư viện Quan Huyên, còn Nạp Lan Ca là các chủ của tiên bảo các đó. Đây chính là hai người có quyền thế nhất vũ trụ Quan Huyên. Hai vị này lại đều từng là người của Thư viện Quan Huyên ở Nam Châu. Đương nhiên, cùng với kích động, ông ấy càng cảm thấy may mắn. May mà năm ấy, khi Diệp Quân bị Tổng viện Thư viện Quan Huyên phát lệnh truy nã, ông ấy không dậu đổ bìm leo, nếu không, chỉ sợ ngày nay, mộ ông ấy đã xanh cỏ. Ong! Đúng vào lúc này, cuối chân trời đột nhiên vang lên một tiếng kiếm ngân, ngay sau đó, dưới sự chứng kiến của bao người, mảng mây bị một tia kiếm quang cắt vỡ. Tới rồi! Kiếm quang từ phía chân trời lao đến, cuối cùng đáp xuống trước mặt mọi người. Kiếm quang tan đi, Diệp Quân và Nạp Lan Ca xuất hiện trước mặt đám đông. Một người thần thái lãng tử tuấn tú. Một người tao nhã xinh đẹp rực rỡ. Thật đúng là một đôi do ông trời tác hợp. Thấy có quá nhiều người tụ tập ở nơi này, Diệp Quân và Nạp Lan Ca liếc nhìn nhau, lắc đầu bật cười, cả hai đều hơi bất ngờ khi thấy có đông người ra chào đón họ đến thế. Thế này thì quá long trọng rồi. Người đứng đầu là Chu Phu vội vàng chắp tay vái thật cung kính, bái kiến viện trưởng. Bái kiến Nạp Lan các chủ. Các học viên của Thư viện Quan Huyên cũng vội vã vái chào, đồng thanh, bái kiến viện trưởng, bái kiến Nạp Lan các chủ. Diệp Quân cười nói, các vị xin chớ đa lễ. Mọi người đứng thẳng người nhìn Diệp Quân và Nạp Lan Ca, ai nấy đều hưng phấn ra mặt. Những giai thoại về Nạp Lan Ca và Diệp Quân đều đã được lưu truyền rộng rãi khắp thư viện. Đặc biệt là chuyện khi xưa Diệp Quân mất hết tu vi, Nạp Lan Ca vẫn nhất quyết không rời xa. Hiện nay, câu nói phổ biến nhất ở Nam Châu là, làm người đừng nên quá thực dụng, làm gì cũng nên chừa một đường lui thì hơn. Trước đây, nếu Nạp Lan Ca quá thực dụng thì hiện tại, có lẽ tộc Nạp Lan đã có một kết cục khác rồi. Chu Phu vội vàng nói, nào, chúng ta vào thư viện hắng trò chuyện sau. Diệp Quân gật đầu, được. Các học viên vội vã tách ra hai bên tạo thành một lối vào. Chu Phu cùng Diệp Quân đi thẳng vào đại điện, nhưng đúng vào lúc này, chợt có một thiếu niên bước nhanh ra ngoài. Thiếu niên kia đi tới trước mặt Diệp Quân và Nạp Lan Ca, quỳ phịch xuống, Nam Phong bái kiến viện trưởng, bái kiến Nạp Lan các chủ. Nam Phong! Diệp Quân kinh ngạc, vì hắn không quen người này. Hắn đang định lên tiếng thì Chu Phu đứng bên cạnh đã ngập ngừng nói, đó là người của nhà họ Nam, Nam Huyền. Nam Huyền! Nghe Chu Phu nhắc, Diệp Quân lập tức nghĩ ra, nhà họ Nam à? Hắn và nhà họ Nam trước đây cũng từng có chút ân oán cũ. Diệp Quân nhìn Nam Phong quỳ trước mặt, hỏi, ngươi có việc gì? Nam Phong vội nói, Diệp viện trưởng, nhà họ Nam ngày ấy có mắt như mù, mạo phạm đến viện trưởng, xin viện trưởng tha thứ.
Diệp Quân nhăn mày, ta chưa hề có ý định hỏi tội nhà họ Nam, các ngươi gặp phải chuyện gì sao? Nam Phong ngập ngừng muốn nói nhưng dường như lại không dám. Chu Phu đứng bên khẽ thở dài, từ sau khi thân phận của cậu được công khai, nhà họ Nam liền trở thành cái đích cho toàn bộ Nam Châu chửi bới. Rất nhiều thế gia đã bắt tay nhau chèn ép bọn họ, hơn nữa, đám người đó còn lấy danh nghĩa thay viện trưởng chút giận nữa. Tình cảnh hiện giờ của nhà họ Nam rất khốn khổ. Diệp Quân trầm ngâm một lát rồi hỏi, năm ấy, sau khi chuyện giữa ta và Nam Huyền chấm dứt, nhà họ Nam có từng trả thù Diệp tộc không? Chu Phu lắc đầu, không hề, theo ta được biết, năm ấy khi mọi người lên đường tới thượng giới, gia chủ của nhà họ Nam không hề có hành vi trả thù Diệp tộc, ngược lại. Ông ấy còn đích thân tới Diệp tộc, xin lỗi về việc Nam Huyền cố ý chĩa mũi dùi vào cậu nữa. Nghe vậy, Diệp Quân gật đầu, nhìn về phía Nam Phong đang quỳ trước mặt, ân oán giữa ta và nhà họ Nam coi như đã chấm dứt từ sau khi Nam Huyền bỏ mạng, nhà họ Nam chỉ cần không phạm phải việc ác thì bất luận kẻ nào cũng không được cố ý chèn ép các ngươi nữa. Nam Phong kích động dập đầu thật mạnh, run run nói cảm ơn viện trưởng. Đội ơn ngài. Lần này Nam Phong cũng coi như phải mạo hiểm cả tính mạng của mình để tới đây cầu xin, bởi nếu Diệp Quân mặc kệ chuyện đó thì kể từ hôm nay, nhà họ Nam sẽ triệt để biến mất. Bởi vì mặc kệ chính là dung túng. Như thế, những thế gia và thế lực ngoài kia sẽ không còn gì phải kiêng dè, bọn họ sẽ lập tức tiêu diệt nhà họ Nam. Mặc dù biết là như thế nhưng cậu ta vẫn đến đây. Bởi vì, nếu cứ tiếp tục tình trạng này, nhà họ Nam rồi cũng đến lúc diệt vong. Điểm khác biệt chỉ là chết chậm hơn mà thôi. Chính vì thế, cậu ta mới liều đánh cược một lần. Kết quả là, cậu ta thắng rồi. Lúc này, Diệp Quân đột nhiên hỏi, tên ngươi là Nam Phong. Nam Phong vội gật đầu, vâng. Diệp Quân cười bảo, gan dạ sáng suốt hơn người, khá lắm. Nói đoạn, hắn cùng Nạp Lan Ca tiếp tục đi vào thư viện. Chu Phu liếc nhìn Nam Phong một cái. Mỉm cười rồi đi cùng Diệp Quân và Nạp Lan Ca. Nam Phong quỳ giữa sân, lòng nhẹ nhõm hẳn, thở ra một hơi, cậu ta vội đứng lên, rời khỏi đó. Phải trở về để báo tin mừng cho người trong tộc ngay mới được. Nhà họ Nam có hy vọng rồi. Đang bước đi, Diệp Quân bất thình lình hỏi, Chu viện trưởng, nay thư viện Nam Châu có gặp chuyện gì khó khăn không? Chu Phu vội cười nói, không hề, không có gì khó khăn hết. Diệp Quân ngạc nhiên. Chu Phu lại nói tiếp, từ sau khi thân phận của cậu được công khai, phía trên cũng rất quan tâm đến nơi này, bởi vậy, hiện giờ thư viện không có bất kỳ khó khăn gì cả, mọi việc đều rất thuận lợi. Người bên trên chắc chắn là rất biết điều. Diệp Quân coi như xuất thân từ thư viện quan huyên của Nam Châu này, nếu không quan tâm chăm sóc một chút thì đúng là không có đầu óc. Nghe Chu Phu khẳng định như thế, Diệp Quân khẽ gật đầu, cười bảo, viện trưởng. Ông cứ tiếp tục làm việc của mình đi. Ta với tiểu ca đi dạo quanh đây là được. Chu Phu gật đầu, vậy được. Nói đoạn, ông ấy bèn rời đi trước. Chu Phu đi rồi, Nạp Lan Ca bỗng nói, không thấy sư phụ đâu nhỉ. Diệp Quân khẽ gật đầu. Vừa rồi, hắn cũng không thấy Phí Bán Thanh trong đám đông. Nạp Lan Ca cười bảo, đi thôi. Nói đoạn, cô kéo Diệp Quân biến mất khỏi đó. Lần này về đây. Ngoài việc muốn thăm lại thư viện cũ thì mục đích chính của hai người vẫn là đến thăm Phí Bán Thanh. Giây lát sau, hai người đã tới núi Bán Thanh. Vừa tới đây, hai người đã chạm mặt Phí Bán Thanh. Hôm nay, Phí Bán Thanh mặc bộ váy thủy mặc, tóc dài phất phơ, điềm tĩnh lại thanh nhã, nhìn bề ngoài tuyệt không thấy chút gì hung hãn. Nhưng Diệp Quân lại biết, vị đạo sư này không phải hạng hung hãn tầm thường, kiểu động chút là bóp nát trứng gì đó. Vô cùng đáng sợ. Thấy Diệp Quân cùng Nạp Lan Ca đi tới, Phí Bán Thanh cười nói, ngoài đó quá nhiều người, ta không muốn cùng ra chào đón hai con, không trách ta chứ. Nạp Lan Ca đi tới trước mặt Phí Bán Thanh, mỉm cười thưa, sư phụ nói gì vậy ạ, ở đâu lại có chuyện sư phụ đi đón đồ đệ chứ. Nói rồi, cô nắm tay Phí Bán Thanh, nhẹ nhàng bảo, sư phụ, chúng ta vào trong trò chuyện đi. Phí Bán Thanh cười cười, được. Tuy nay Nạp Lan Ca đã trở thành các chủ của Tiên Bảo Các, còn là phu nhân của viện trưởng thư viện Quan Huyên, nhưng đối với Phí Bán Thanh, Nạp Lan Ca vẫn là đồ đệ của bà. Hai người đi vào trong điện, Diệp Quân đang định đi theo thì Nạp Lan Ca đã quay đầu nhìn hắn,
cười bảo, hai sư đồ ta muốn nói riêng mấy lời, huynh đi theo làm gì chứ? Diệp Quân lắc đầu cười cười, biết rồi. Nạp Lan Ca kéo tay Phí Bán Thanh đi vào trong điện, Diệp Quân nhìn quanh, sau đó đi về đại điện của mình. Đây là đại điện hắn từng ở trong lần đầu tới thư viện Quan Huyên. Diệp Quân liếc nhìn xung quanh, kinh ngạc nhận ra bên trong này vô cùng sạch sẽ, hẳn là có người đã quét tước nơi này trước khi hắn trở lại. Trầm mặc một lát, Diệp Quân mỉm cười, ngồi xếp bằng, chậm chậm nhắm mắt lại, thưa tiền bối. Người phụ nữ bí ẩn hỏi, chuyện gì? Diệp Quân nói, thời gian qua, ta đã suy nghĩ rất nhiều, nếu tiền bối vẫn còn tình cảm với chân vũ trụ và chân thần thì mục đích cuối cùng của người khi hợp tác với ta chính là vì chân vũ trụ và chân thần mà thôi, có đúng không? Người phụ nữ bí ẩn nọ im lặng. Diệp Quân chỉ cười cười, không hỏi thêm nữa. Sau đó, hắn tiến vào trong tiểu tháp, không phải để tu luyện mà chỉ muốn đọc sách. Sách hắn muốn đọc chính là những sách cổ năm đó chân thần lấy được, số lượng sách rất lớn, có chừng trên 100 triệu bản. Diệp Quân phát hiện ra nội dung trong đống sách cổ rất đa dạng và toàn diện, cái gì cũng có, hơn nữa còn đến từ những nền văn minh khác nhau. Diệp Quân đột ngột hỏi, tiền bối, chân thần cũng thích đọc sách sao? Người phụ nữ bí ẩn đáp thích, không chỉ thích đọc mà còn thích viết nữa. Diệp Quân sửng sốt, viết sách. Người phụ nữ bí ẩn nói, đúng vậy, tỷ ấy từng du hành khắp các tinh hà, đi qua hệ ngân nà, từ sau khi đi qua bên kia, không biết vì nguyên nhân gì, tỷ ấy lại bắt đầu thích viết, song tỷ ấy chỉ viết cho tỷ muội chúng ta đọc. Diệp Quân lại hỏi, viết có hay không? Người phụ nữ bí ẩn đáp, nam giới có lẽ không thích hợp đọc lắm. Diệp Quân không hiểu, vì sao? Người phụ nữ bí ẩn chỉ nói, có vài thứ không thích hợp cho thiếu nhi đọc. Diệp Quân ngẩn ra, không thích hợp cho thiếu nhi đọc. Trời đất! Hắn ngạc nhiên lắm, bèn hỏi, ta xem thử một chút có được không? Không thích hợp cho thiếu nhi đọc à, nghe thấy có vẻ thú vị. Người phụ nữ bí ẩn lại chỉ nói, tốt nhất là không nên xem. Diệp Quân khó hiểu lắm, vì sao? Người phụ nữ bí ẩn đáp, bởi vì thực sự rất tục. Mặt Diệp Quân cứng đờ ra. Hắn không tiếp tục đề nghị nữa mà bắt đầu đọc sách, cũng từ đó, hắn phát hiện những cuốn sách này đều có chú thích mang tính khuyến khích cao, lại có chú thích phê bình rất mãnh liệt. Có thể khẳng định đây là bút tích của chân thần. Diệp Quân nhận thấy, ngôn từ mang tính phê bình của chân thần rất đơn giản, chỉ gói gọn trong hai chữ, ngu xuẩn. Trong cuốn sách Diệp Quân đọc, cứ vài hàng lại xuất hiện hai chữ này, khiến hắn đau đầu vô cùng. Sau khi đọc xong một cuốn, Diệp Quân lại phát hiện, ở phần cuối, từ ngữ phê bình đã thay đổi, từ hai chữ biến thành 18 chữ, ngu xuẩn, không biết viết sách thì đừng viết, ngày ngày chỉ biết rong dài câu chữ, mẹ kiếp. Đọc đến hàng chữ này, Diệp Quân chỉ biết trầm mặc. Giờ đây, hình tượng chân thần trong lòng hắn đã có sự thay đổi chóng mặt. Chắc đã làm chuyện gì xấu rồi. Thật là nóng tính. Vị chân thần này cho Diệp Quân một ấn tượng. Đó là người vô cùng nóng nảy, hiện giờ hắn đã bắt đầu hiểu vì sao Bát Huyền với Chấp Kiếm Nhân lại hung hăng đến thế. Ra là có người đi đầu làm gương. Gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, Diệp Quân tiếp tục đọc sách. Quả thật, những cuốn sách cổ mà chân thần siêu tầm được ở đây đều có giá trị cực kỳ cao, một số bị chân thần phê bình nhưng nguyên nhân chủ yếu là do quan niệm của các bên có khác nhau. Dẫu sao thì những cuốn sách cổ này cũng đến từ những thời đại văn minh khác nhau. Quan niệm và tín ngưỡng của các bên nhất định sẽ có những điểm khác biệt lớn. Đương nhiên, có rất nhiều chỗ phê phán cũng không được khách quan mà mang tính chủ quan và cảm tính rất lớn, hoặc cực đoan quá mức, ví dụ như rong dài, câu chữ gì đó. Cứ thế, Diệp Quân ở trong tháp đọc sách suốt mấy tháng. Qua mấy tháng này, Diệp Quân thu hoạch được rất nhiều. Hiện giờ, hắn đã có những hiểu biết cơ bản nhất định đối với vũ trụ này và lịch sử một vài nền văn minh. Bao gồm cả chân vũ trụ. Trước chân vũ trụ, thế lực mạnh nhất chính là thần đạo. Thần đạo thống trị vũ trụ chư thiên vạn giới, xứng đáng là bá chủ mạnh nhất khi đó, đồng thời cũng tạo ra nền văn minh thần đạo. Nền văn minh thần đạo này do chủ nhân Bút Đại Đạo sáng tạo ra. Tuy ngày nay nền văn minh thần đạo đã xuống dốc, nhưng khi đó, theo như lời người phụ nữ bí ẩn nói thì nền văn minh ấy từng huy hoàng vô cùng. Thời đại đó, vạn đạo cùng phát triển. Trong sách cổ có ghi lại,
Vào thời đại văn minh thần đạo, có hơn chục nghìn phương thức tu hành, có vô số đạo thống, cường giả nhiều như cây trong rừng. Ở thời đại ấy, số lượng đại đế không nhiều, nhưng đại đế của thời đó có thực lực cực kỳ cao, bởi vì vào thời đó, muốn trở thành đại đế phải vượt qua được ba tai ba kiếp, không như ở thời đại này. Thời đại này, lên cảnh giới đại đế không cần vượt qua ba tai ba kiếp, cho nên chất lượng không được cao như trước. Thời đại văn minh thần đạo huy hoàng cỡ nào, thực ra đến bây giờ vẫn có thể cảm nhận được, bởi vì nền văn minh của vũ trụ chân thần ngày nay đa phần đều là truyền thừa của nền văn minh võ đạo từ thời đại thần đạo. Ví dụ như cổ thần sư của vũ trụ chân thần hiện tại có xuất xứ từ thần thuật sư của thời đại văn minh thần đạo, không chỉ có thế, còn rất nhiều cơ sở lý luận đại đạo cùng những phương pháp tu đạo đều có xuất xứ từ thời đại văn minh thần đạo. Sau khi chân thần lật đổ nền văn minh thần đạo, thực ra cũng không phá hủy truyền thừa của nền văn minh thần đạo, ngược lại còn tăng cường nghiên cứu và học tập cùng cải tiến. Cũng chính vì thế, có thể nói là chân vũ trụ được truyền thừa từ di sản văn hóa của nền văn minh thần đạo. Cho nên về sau, chân vũ trụ phát triển vô cùng nhanh chóng, toàn bộ nền văn minh vũ trụ đều vượt xa chư thiên vạn giới và các vũ trụ lớn khác. Trong đó, nền văn minh võ đạo của vũ trụ Quan Huyên phát triển cao có một phần nhất định do chủ nhân Bút Đại Đạo, bởi vì sau khi chủ nhân Bút Đại Đạo bị đuổi khỏi chân vũ trụ thì đã sáng lập một đạo môn ở vũ trụ Quan Huyên, và đạo môn này đã từng thống trị vũ trụ Quan Huyên. Có điều, về sau đạo môn đó đã bị Thư viện Quan Huyên thay thế. Khi đọc đến đây, Diệp Quân cũng không nhịn được, phải lắc đầu cảm thán, cuộc đời của vị chủ nhân Bút Đại Đạo này thật đúng là thảm. Hắn lại tiếp tục lật xem một ít tư liệu về tộc Bác Thiên. Từ đó phát hiện, tuy tộc Bác Thiên rất mạnh nhưng vẫn có chênh lệch cực lớn với thần đạo. Hơn nữa, khi ấy tộc Bác Thiên phát triển dựa vào thần đạo, nhưng mạnh mẽ hơn nhiều so với các tộc lớn cùng thời nên mới có cảm giác đặc biệt chói mắt. Đáng nói nhất là, cánh cửa luân hồi của Bác Thiên Đạo là do chủ nhân Bút Đại Đạo tặng cho. Đọc tới đó, Diệp Quân đột nhiên gập sách lại, hỏi tiền bối, trong sách cổ này có ghi rằng, tộc trưởng của tộc Bác Thiên là Bác Thiên Đạo cũng từng là một nhân vật kiệt xuất vô song, nhưng vì sao ta có cảm giác dường như đầu óc ông ta không được thông minh cho lắm? Ta không có ý hạ nhục ông ta đâu, chỉ có cảm giác như vậy thôi. Người phụ nữ bí ẩn nói, người biết kiêu căng nghĩa là gì không? Diệp Quân, kiêu căng. Người phụ nữ bí ẩn khẽ nói, này nhóc, nếu thế hệ trước không nhúng tay vào, để mặc ngươi và vũ trụ Quan Huyên bây giờ đơn độc đối mặt với ông ta, ngươi có còn nghĩ ông ta là hạng đầu óc không được thông minh không? Diệp Quân lắc đầu. Người phụ nữ bí ẩn lại nói, bởi vì có các đời cha ông của ngươi ở đây, cho nên người ta mới cảm thấy đối đầu với các người đúng là một hành vi thiếu khôn ngoan, vì mọi người đều biết Bác Thiên Đạo chắc chắn không đánh lại cha và cô ngươi. Nhưng mọi người lại quên mất một chuyện, đó chính là bản thân Bác Thiên Đạo lại không biết thực lực của cha và cô ngươi. Diệp Quân trầm mặc, quả thực hắn đã bỏ quên điểm này. Người phụ nữ bí ẩn lại nói tiếp, con người Bác Thiên Đạo, nếu xem xét từ góc độ của ta và ngươi thì quả thật có vẻ không được khôn ngoan gì. Nhưng nếu đổi một góc độ khác mà đánh giá, từ khi bắt đầu thời đại văn minh thần đạo, người có thể thắng ông ta dễ dàng cũng chỉ có chủ nhân Bút Đại Đạo cùng với vị phu tử kia và đại tỷ, ngay cả ta, Chấp Kiếm Nhân và Bát Huyền cũng đánh không lại ông ta ở thời kỳ đỉnh cao. Sau khi chủ nhân Bút Đại Đạo bị đuổi đi, đại tỷ không xuất thế nữa, ông ta gần như là vô địch, trong tình hình đó, ông ta hơi chủ quan khinh địch cũng là lẽ thường. Diệp Quân gật đầu, đúng thế, điểm này ta đã nghĩ không chu toàn. Người phụ nữ bí ẩn lại nói, mà đúng là ông ta cũng rất ngu xuẩn. Diệp Quân không biết phải nói gì. Lát sau, Diệp Quân tiếp tục đọc sách, nhưng đọc được một lát, hắn lại hỏi, tiền bối, ta xem sách cổ ở đây đã khá nhiều, nhưng chưa từng phát hiện thời đại trước của nền văn minh thần đạo, trước nền văn minh thần đạo liệu còn có nền văn minh nào khác? Người phụ nữ bí ẩn đáp có. Diệp Quân hỏi ngay, đó là nền văn minh nào? Người phụ nữ bí ẩn kia nói, nền văn minh đó, chỉ có hai người biết. Diệp Quân trầm giọng, chân thần và chủ nhân Bút Đại Đạo à? Người phụ nữ bí ẩn đáp, đúng vậy, ta còn nhớ đại tỷ đã từng nói đến điều này, rằng trước thời đại văn minh thần đạo còn có nền văn minh khác, nhưng toàn bộ những ghi chép về nền văn minh đó đều bị chủ nhân Bút Đại Đạo phong ấn hết. Diệp Quân nghi hoặc hỏi, vì sao? Người phụ nữ bí ẩn chỉ nói, không biết. Suy nghĩ một chút,
Diệp Quân mới nói, xem sử ký nền văn minh chư thiên vạn giới, ta phát hiện một quy luật, đó là khi một thời đại lật đổ và thay thế một thời đại văn minh trước thì chắc chắn sẽ làm ra một số chuyện không được hay ho cho lắm, vì thế vị chủ nhân bút đại đạo kia chắc hẳn đã làm chuyện gì xấu rồi. Người phụ nữ bí ẩn cười nói, ta nghĩ, cuộc đời ngươi lại sắp bị sắp xếp rồi. Tiểu Tháp cũng bất ngờ lên tiếng, hắn chưa bị sắp xếp nên mới dám nói như vậy đấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 29.